Hồi nãy trước khi lên là có một cô Phật tử tâm sự chuyện nhà, cô nghe Pháp Hòa nghe cổ dạy em út nhiều cái đạo lý rất là hay. Thôi mình biết cái tật nó vậy thì nhường nó một chút để cho nó xong à. Thành thử ra người ta kêu nhường nhịn á, mình phải nhịn mới có dư để nhường. Cũng giống như mình thấy thôi tôi nhịn phần tôi ăn, nhận ăn tôi nhường cho anh. Thì bây giờ cũng vậy, mình dư cái nhẫn nhục cho nên mình nhường, mình nhịn nhịn cái giận tức của mình đi để nhường cái phần hơn cho người, vậy cái nó yên. Có nhiều khi cuộc sống nó vậy đó. Là cho nên gọi là thập niệm á, nếu mà nói về 10 cái niệm mà căn bản á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật Pháp Tăng hen, niệm giới, niệm thí, niệm thiên là lục niệm rồi. Là lục niệm là 6 niệm rồi. Niệm thứ 7 là niệm hơi thở. Chút xíu mình nói. Rồi thứ 3, thứ 8 là niệm hư tức, sổ yên tịnh. À, thứ 9 là niệm niệm vô thường. Thứ 10 là niệm tử, tử là chết. À, 10 niệm. Rồi ở đây bây giờ mình tiếp tục trang thứ 13 nè. Hôm trước mình nói nhớ nghĩ đến cõi trời. Tại sao nhớ nghĩ đến cõi trời? Tại vì mình thường nghe trong kinh diễn tả cõi trời là cõi an tịnh, cõi đẹp được. Mặc dù chưa phải là giải thoát, nhưng mà trong cái bước tạm thời có đủ cái khả năng để làm gì? Để hướng dẫn những người người ta thích cái đời sống sung sướng của cõi trời. Quý vị nhớ ngài Nang Đà không? Nang Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Phật á. Ông cưới vợ mà ông mới mời Phật về ăn đám cưới. Phật ôm mình bác về dự đám cưới xong rồi ông mới đưa Phật ra cửa, tưởng đâu là Phật đi về. Ra tới cửa cái Phật đưa cái bình bát cho ông cầm. Ông nghĩ coi cũng lịch sự, cầm giùm cho Thế Tôn chút xíu rồi chắc ra tới đầu đường kia ông cũng lấy cái bình bát lại. Ai ngờ đâu không thèm nói gì hết trơn, đi thò lèo. Ông này thì không dám nói gì hết trơn. Nể thấy Đức Phật vị bụng mình, cái ngày cưới mình mà Phật về Phật dự. Thôi bây giờ ôm bình bát đi theo ông đoạn nữa coi làm sao. Đi hoài sao không thấy ông quay qua, ông nói give it back to me. Không thấy Phật biểu đưa lại. Đi về tới tịnh xá luôn. Về tới tịnh xá luôn thì Phật đâu có chịu nghỉ đâu. Phật ngồi tréo chân lên rồi bắt đầu thuyết pháp. Ông nghe xong cái giống như một cơn nước mát nó rót vô vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn đi tu. Nghe xong rồi muốn đi tu. Nhưng mà tu thì tu lúc đó thôi, tới hồi ngồi thiền cái nhớ, trời ơi đẹp quá, vợ ở nhà thế này thế kia. Rồi giờ ngồi trong chùa mà ngồi thiền chịu nói. Rồi cuối cùng á, Phật mới đưa ông xuống địa ngục. Thấy mấy cái chảo dầu á, nóng hổi trơn mà không có ai trơn. Ông mới hỏi chứ, ủa mấy cái chảo này để dành làm gì mà sao không thấy làm gì trơn. Chiên bánh cam mè cũng không thấy, mà chiên giờ cháo quẩy cũng không thấy. Nói cái chảo dầu này để dành cho đệ tử của Phật á, tên là Nang Đà đó. Ông đó mà ổng tu mà lơ tơ mơ là ổng rớt xuống đây là chiên ổng á. Nghe sợ quá. Tới hồi đưa ổng lên cõi trời, ổng thấy trời ơi cung điện của cõi trời quá chừng lộng lẫy, mà sao không có ai ở hết trơn. Ổng hỏi cái này của ai vậy? Ổng nói cái này của Nang Đà đó, ổng mà tu đàng hoàng lắm ở đây nè. Đó, thì thật ra cõi trời vẫn còn rơi rớt, nhưng mà trong một cái giây phút nào đó con người họ chưa lên cõi Phật thì ít nhất cũng đưa về cõi trời. Cũng giống như mình vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình đang giận quá mà mình nói ra là thành địa ngục à. Thôi bây giờ đi lên trên lầu, kiếm lên phòng, đóng cửa phòng, mặc dù nó còn giận dữ lắm, nhưng mà ít ra nó cũng tránh được cái môi trường với cái người mà làm mình tức á. Mình tránh được cái khoảng thời gian đó, mặc dù mình chưa về cõi Phật, nhưng mà mình đã cứu vãn được tình thế. Đó, ngay cái giây phút đó là niệm thiêm thôi, chúc đi cho nhà cửa nó yên. Thí dụ vậy gọi là niệm thiêm. Bây giờ tới niệm gì? Anna. Anna giống tên của người Mỹ quá ha. Niệm Anna, niệm Bát Na. Thì hai cái chữ này là hai cái chữ ráp. Nếu mà nói theo tiếng Phạn là Anapana. Anapana mà mình nói theo tiếng của mình á là niệm hơi thở. Thí dụ như mình biết nè, mình ngồi yên mình thở vô, biết thở vô. Thở ra, biết thở ra. Hay ngược lại, thở ra, biết thở ra.
thở vô, biết thở vô. Thì cái chữ Ana và Bát Ana Thát Na đó là niệm về hơi thở vào, hơi thở ra, hay là hơi thở ra, hơi thở vào. Còn nếu mình nói theo tiếng, cái tiếng Hán ngày xưa dịch đó, là an ban thủ ý. An ban là hơi thở, niệm hơi thở. Thủ ý là phải nắm giữ cái ý của mình, cái tâm ý của mình, đừng để nó sai chạy. Thì có vị đã dịch là quán niệm, quán niệm hơi thở. Cho nên quý vị thường hay nghe quý thầy giảng kinh quán niệm hơi thở đó, tức là Đức Phật dạy về cái cách làm sao để mình ngồi yên, để mình trở về, mình chăm sóc cái hơi thở của mình. Những cái lúc mà mình mệt á, ngồi thở, thở hồi nó khỏe mà thiệt. Mình lên mình hổn hển, mình ngồi mình mệt á, mình kiếm chỗ mình ngồi, mình nhắm mắt, mình an định thần mình lại, rồi bắt đầu mình để tâm tới hơi thở mình vào ra. Thì khi mà mình biết được cái hơi thở mình vào ra, cái mình không nghĩ chuyện khác. Có nhiều người ta niệm hơi thở, có nhiều người ta niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật đó, cứ lâm râm niệm Phật vậy đó. Rồi có người thì niệm niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Cho nên thỉnh thoảng qua cũng để đại chúng trước khi nghe pháp thoại, quý vị niệm hơi thở. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra nè, thở vào nè, thở ra nè. Đó thì Anapana là âm từ cái tiếng Phạn là Anapana. Mình dịch ra tiếng Hán là an ban thủ ý. Là hai niệm rồi đó. Mà nếu cộng hai niệm này với sáu niệm trước là tám niệm. Nó giống như cái hồi nãy mười niệm, niệm hơi thở. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hơi thở. Cho nên mình không có thể nào mà không có niệm hơi thở nha. Thí dụ hôm nào quý vị khó ngủ đó, quý vị lên trên giường nằm, nằm rồi xuống tay chân ra. Rồi bây giờ để tâm tới hơi thở của mình. Thở vào nè, thở ra nè, chừng đâu 10 hơi là ngủ mất tiêu rồi. Không có gì để lo nữa. Rồi bây giờ niệm tới sự hoại diệt, đó là niệm vô thường đó. Nó nằm trong 10 niệm luôn đó. Nó là một trong 10 niệm đó, niệm về vô thường. Hay là có thể nói nó là thuộc loại niệm tử, tức là niệm về chết, niệm hoại diệt, quán tưởng sự hoại diệt. Thứ 11 là quán, thứ 10 là quán về thân, quán tưởng về thân. Có nhiều khi mình ngồi đó ha, quý vị để tâm tới hơi thở rồi đó, cái quý vị để tâm gửi cái tâm của mình đến cái đôi mắt của mình, thí dụ vậy đó. Ý thức về đôi mắt, tôi thở vào. Cảm ơn đôi mắt, tôi thở ra. Tôi biết tôi có một đôi mắt tốt để tôi có thể nhìn được mọi sự, mọi vật xung quanh tôi. Bây giờ tôi đang nhắm mắt để tôi gửi cái sự bình an và sự cảm ơn của tôi đến đôi mắt. Khi mà mình nằm, mình buông xuôi ở trên giường á, mình có thể quán về toàn thân, quán về lá phổi của mình, quán về trái tim của mình, lá gan của mình. Rồi mình nghĩ tới hơi, nghĩ tới cái lá gan mình thở vào, cho nó cái gan mình nó khỏe. Nghĩ tới cái phổi của mình thở. Rồi là quán về thân, quán về tịch tỉnh. Đó, quý vị nhớ không? Tịch tỉnh là gì đó? Hưu tức đó. Có nhiều khi mình ở trong một cái phạm, một cái chỗ mà nó quá ồn, tự nhiên mình nhớ tới những cái cảnh yên tĩnh. Có một cái em Phật tử lên Tây Thiên dự khóa tu xong, lâu lâu phone thăm Pháp Hòa. Nói thầy ơi, có những ngày con đi làm mệt mỏi là con chỉ nhớ về cái cảnh ở Tây Thiên thôi. Tại vì con nhớ có những buổi chiều yên tĩnh, mọi sự vắng lặng đó. Cái đó niệm tịch tỉnh. Quán tưởng về đất, quán tưởng về nước, về lửa, về gió. Đất, nước, gió, lửa, bốn cái này mình kêu là tứ đại.
bốn cái chất này nó ở trong cơ thể mình nè, phải không? Và mình quán về cái gì về nó. Mình thấy nước ở trong con người mình nó cũng quý lắm, không có nước mình chết. Nhưng mà mình vẫn biết rằng cái nước này nó giữ thân mình là mình mượn chứ không phải của mình. Mình khát nước mình mượn một ly, hai ly, lát nữa mình lại trả ra xong mình mượn vô. Thành thử ra cuộc sống này nói về đất nước gió lửa là cả một sự vay mượn chứ không phải của mình. Hồi trưa đó mình đói bụng mình mượn hết tô cơm rồi đó, rồi chút chiều đây cái mình trả ra cái mình mượn tiếp. Thành thử ra cái nói về ăn uống hơi thở, thở vô là mượn nè, thở ra trả, mượn trả, mượn trả, đâu có thiệt của mình. Đó. Quán về đất nước gió lửa, quán về sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng, những cái màu sắc mà mình đang có đó. Như gân mình là màu xanh nè, xương mình mà là màu trắng nè, máu mình là màu đỏ nè, da mình là màu vàng nè, thí dụ vậy đó. Thì những cái màu sắc ở trên cơ thể mình cũng biến dạng theo sức khỏe của mình. Hôm nào mình mà khỏe khoắn nhìn hồng hào, hôm nào mình mất ngủ nhìn xanh xao, hôm nào mình bệnh nhìn vàng vọt. Thành thử ra cái sắc ở trên cơ thể mình nó cũng biến dạng theo cái sức khỏe của mình. Quán tưởng về hư không, quán tưởng về phạm vi của thức. Cái này ta kêu phạm vi của thức thì tiếng Hán kêu là thức xứ, là cái chỗ nhận biết của mình đó, nó ở trong một cái phạm vi nào thôi. Ví dụ bây giờ quý vị có khái niệm vì gì về cấm hoa thì cũng một trong một cái phạm vi nào thôi, chứ mình đâu có biết hết, không? Cái nhận thức của mình đó, nó chỉ ở trong một phạm vi nào. Mình là người Việt thì mình biết một chút xíu gì trong cái phạm vi văn hóa của mình, chứ thật sự mình cũng không biết hết đâu, vì mỗi vùng nó mỗi khác. Cái sự phân biệt về thức, cái thức này là cái sự phân biệt của mình, nó cũng có phạm vi thôi. Cho nên đừng có lầm cái phân biệt, cái nhận thức của mình là đúng hết đâu, đúng không? Nó chỉ một cái khoảng nào thôi. Ví dụ mình nói tôi biết cái chuyện đó mà, mình nói vậy là nói cho nó nghe cho nó xôn, nghe cho nó oai vậy đó, chứ thật sự cái biết của mình nó không là bao nhiêu hết đó, nó cũng một phạm vi nào thôi. Cho nên đừng có lầm những cái nhận thức của mình nó là cái tuyệt hảo. Cho nên ở đây thì dùng chữ phạm vi. Quán tưởng về tướng trương sình của thi thể. Bây giờ bắt đầu là quán về cái gì biết không? Quán về những cái bất tịnh của cái thân, những cái tạp dơ của thân. Quán tưởng về hôi dơ của thi thể, quán tưởng máu mủ rò rỉ của thi thể, quán tưởng trương xì của thi thể, quán tưởng sự thối nát của thi thể, quán tưởng sự rời rã của thi thể, quán tưởng tướng xương thịt ngang dọc lẫn lộn của thi thể, quán tưởng thi thể chỉ còn lại xương ướt ẩm, quán tưởng thi thể chỉ còn lại xương khô sắc trắng. Cái này mà những người ta tu thiền mà quán bất tịnh đó, người ta có 9 cách quán. Cái này gọi là cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán tức là 9 cái cách quán về một thân thể, từ cái sình trương rồi đó. Cho nên có nhiều vị người ta muốn diệt cái dục á, diệt sự ham muốn, người ta vô trong mấy cái nghĩa địa đó. Mà cái này bên Ấn Độ có, chứ mình đây không có. Tại vì ở bên Ấn Độ, bên Tây Tạng á, có những khu rừng người ta mang thi thể người chết, người ta vứt ở đó chứ không chôn. Cũng giống như là người ta có một cái loại an táng á, là người ta đem cái thi người ta vứt ở trên cái ngọn cây á, rồi để cho lâu ngày nó tự nó khô đét rồi nó rã thôi. Cái đó gọi là phong tán. Phong tán. Còn người ta để trong một cái bãi rừng vậy đó, cho con diều hâu, con quạ, con chó, con gì nó vô nó ăn á, gọi là thi lâm tán hay là điểu tán. Điểu tán tức là cho chim ăn.
thì người ta, những vị đó người ta lợi dụng mấy cái chỗ đó, ta vô người ta ngồi người ta tưởng. Cách đây khoảng chừng mười mấy năm, có một vị đem tặng cho Pháp Hòa một bộ hình đó đó, tức là họ lên tận những cái bãi tha ma đó, rồi họ chụp những cái bức hình, rồi họ đem về họ laminate, họ làm để họ ngồi mỗi ngày họ quán. Bởi họ không qua bên đó được thì ta đi qua một lần thôi, ta chụp hình ra ta quán. Trời ơi, mỗi một cái thay nó nha, nó sình, nó ư, nó làm sao làm sao làm sao, là nó đi chính cái giai đoạn như vậy. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa có một cái tật đó là cái gì cũng muốn biết. Cho nên hôm trước cái bữa đó, đó có một cái khu nghĩa trang nó giải thể và bắt buộc mọi người phải đi lấy cốt. Pháp Hòa muốn biết lấy cốt làm sao, nhịn ăn sáng để dành tiền đi xe đạp ôm lên tới nghĩa trang đó, ngồi ở nghĩa trang suốt một ngày, đi tất cả các cái mộ để xem người ta lấy cốt. Những cái mộ mà mấy chục năm chết, Pháp Hòa muốn biết coi cái xương lúc mà vớt lên nó ra làm sao. Rồi cái mộ mới chết chôn được 2-3 năm đó, rồi cái thịt nó sình nó hôi làm sao. Pháp Hòa đi hết từng cái mộ, mộ nào 3 năm, 4 năm, mộ nào mấy chục năm, và thấy hết. Cái mộ mà chôn mấy chục năm rồi á, là dở nắp quan ra là một cái quan tài nước mà nó đen thùi như mực, mà tóc thì nó không rã nha. Mà cái thời đó quý vị biết không có bao tay đâu, có gì, không có gì hết trơn, vệ sinh á. Thì những cái ông mà chuyên môn lấy cốt á, là bước xuống dở nắp ra là lấy tay vớt lên. Pháp Hòa nhớ vớt cái sọ đầu lên, cái tóc nó còn dính, cái mèo ly dưới đây vuốt rớt xuống vậy nè. Rồi bắt đầu cái nó dính trên tóc cái gì, nó dính trên xương, vuốt cho sạch, cái đem chất lên trên cái tấm, cái thùng phi á, cái nắp, cái miếng nắp thùng phi chất lên, rồi cái chế dầu lửa ít củi về cái đốt tại chỗ vậy. Để rồi lát nữa cái mà đốt vậy thì nó đâu có rã hết đâu. Cái những cái xương, những cái cánh, những cái cùi chỏ, những cái xương ống quyển mà nó còn nè, lấy búa đập, đập như đập nhuyễn ra hết. Rồi xong cái mộ đó, cái Hòa đi tới mộ kia, Hòa coi cái mộ 3 năm. Trời ơi, mở nắp quan ra cái nó hôi chịu không nổi, bởi vì nó chưa có rã. Thịt á, bây giờ thịt bắt đầu nó xốp, nó mềm, nó đỏ đỏ, nó pha lẫn với máu nè. Rồi cái mấy ổng mới lấy rượu á, rưới lên để cho nó bớt cái mùi hôi. À, xong rồi cái thì lấy cái cánh tay, chụp cái cánh tay vậy nè, cái cầm lên cái nó còn dính cái gì vặn kéo ra. Cái thịt nó còn dính. Thịt nó còn dính trên tay vậy nè, mấy ổng vuốt. Lấy tay vuốt ra giống như vuốt thịt vậy. Pháp Hòa ngồi trên nghĩa trang từ không ăn, bị có tiền nó ăn. Để dành tiền đi xe đạp ôm lên nghĩa trang, ngồi coi người ta lấy cốt bao nhiêu cái mộ. Nguyên một ngày hôm đó không ăn. Trời nắng chang chang dở ngoài đó, đi coi hết tất cả các mộ. Vậy đó mà thích rồi đi về. Thì cái trường hợp này ta kêu là những cái cửu tưởng quán. Quán hết thảy không còn, không thường còn. Quán tất cả các pháp đều vô ngã. À, vô ngã là gì? Vô ngã có nghĩa là nó không có một cái thực thể của nó. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa hay ví dụ để cho đại chúng biết sao gọi là vô ngã đó. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái thân của mình, mình thấy cái thấy là kêu cái thân này của Pháp Hòa. Nhưng mà thiệt sự hỏi cái chỗ nào là cái thân của Pháp Hòa không có. Là do tất cả tóc tai răng móng nó ráp lại để nó tạm thời chúng ta gọi một cái thân của ai đó. Chứ còn đi tìm một cái thực thể của cái thân nó không có. Chỉ mỗi một bộ phận thì nó có cái tên khác hết. Nó không có cái nào tên là thân hết đó. Nhưng mà những cái đó nó ráp lại để gọi, tạm gọi là cái thân. Thì Phật dạy đó, đây là cái pháp tu quán. Thì như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, chúng ta có hai cách quán. Nếu mà mình bị cái lỡ mình vướng ở cái chỗ nào thì mình dùng cái đối trị lại để mình quán. Cái pháp này pháp đối trị. Thí dụ như bây giờ cái người đó sân nhiều khi sân giận nhiều đó, quán cái gì? Quán cái vô thường, chết bất đắc kỳ tử. Quán cái sự gọi là
quán cái sự cái sự dơ của cái thân để trừ đi những cái sân hận cũng như cái tham đắm. Rồi nếu như trường hợp thỉnh thoảng mình cũng phải quán những cái thanh chứ, quán trược không, thỉnh thoảng cũng phải quán thanh. Quán thanh tức là quán về Phật nè, quán về pháp nè, phải không? Hay là mình quán về giới luật, quán về thiên là cõi trời. Cho nên trong 32 cách quán này là chỉ cho chúng ta có những cái trược mà cũng có những cái thanh. Nhưng mục đích cuối cùng của cái sự quán chiếu để làm gì? Để giúp cho chúng ta trừ cái tham đắm, tăng trưởng cái hỷ lạc. Đó gọi là 32 pháp quán với tứ vô lượng tâm. Đó cũng chính là pháp an trụ để đạt được trí thanh văn, trí bích chi, trí tác bà nhã, trí Phật, gọi là pháp nhiếp tâm không bị phân tán. Khi chúng ta đưa tâm và chúng ta trở về một cái quán nào rồi thì cái tâm của mình nó không có bị chi phối mà nó trở về một mối. Qua trang thứ 14, đối tượng của pháp quán bất tịnh. Bây giờ Phật mới nói chi tiết nè. Quán bất tịnh tức là quán về cái dơ đó. Phật nói kệ xong, Tỳ Xá Khư vui mừng lại hỏi Thế Tôn: làm sao trụ tâm vào pháp quán bất tịnh để mau lìa phiền não, thông đạt sáu môn? Thì bà Tỳ Xá Khư mới hỏi Phật á, làm sao để an trụ cái tâm mình vào một cái pháp quán không có sạch. Quán bất tịnh tức là quán về những cái dơ, để mà chúng ta sớm lìa được cái phiền não. Cái chữ phiền não mà Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là không phải chỉ ai chọc mình giận lên mới phiền não nha. Thí dụ mình thương một cái người nào đó mà cái người đó vắng mà mình nhớ nhung người đó vẫn là phiền não. Nói chung là cái tâm tư mình nó không còn bình thường nữa đều là phiền não hết, chứ không phải ai chọc mình giận mình mới phiền não đâu. Thí dụ như bây giờ á, mình đi chợ xong cái mình bị người ta, mình mua hớ một món hàng đó 5 đồng, mình mua hớ mà tại vì người ta để giá rồi mình không có đi coi, rồi mình mua về cái mình nghe bà bạn hay ông bạn gì mua cái đó rẻ hơn mình 5 đồng, trời mình bực bội khó chịu đó, thì cái đó cũng dạng phiền não. Rồi bây giờ á mình thương cháu mình quá, mình lo cho nó từ nhỏ tới lớn, tự nhiên lớn lên nó không nhớ mình, mỗi lần nhắc tới nó là mình bực bội, mình nói cái đứa đó mình thương mình lo đó cũng phiền não đó. Cho nên cái chữ phiền não là gì? Phiền não là những cái khi nào mình không có bằng lòng, hay là thậm chí những cái nỗi niềm nhớ nhung khó chịu của mình về một cái việc gì đó cũng đều là phiền não hết, chứ đừng nghĩ là ai chọc mình mới phiền não. Thí dụ như nói thôi đi chùa phiền não quá không đi, tức là ai chọc mình đó. Còn thí dụ như hôm nào mà gặp cái người mình đi hoài mà không có cái người bạn đó, mỗi lần muốn ngồi tụng kinh phải ngồi gần chị bạn đó, không có chỉ mình tụng kinh không vô là cũng phiền não rồi đó. Cho cái chữ phiền não là khi nào tâm tư của mình nó không có bình thường nữa, không bình an nữa, đều là phiền não hết. Ăn một cái miếng mì nước mà thiếu miếng chanh miếng ớt, trời ăn cứ chắc lưỡi, thiếu miếng cay thiếu miếng chua là phiền não hết á. Mấy cái dạng vậy là phiền não hết á. Thì bây giờ Đức Phật nói quán cái bất tịnh để mau lìa phiền não, thông đạt sáu môn. Sáu môn đây có nghĩa là mình chứng được những cái thần thông về mắt tai mũi lưỡi đó. Phật bảo bà Tỳ Xá Khư có 32 tướng để quán bất tịnh, nếu tâm thường trụ vào đó thì mau lìa phiền não, chứng được sáu môn. 32 tướng bất tịnh chính là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, mỡ đặc, mỡ lỏng, tủy, não, tim, thận, gan, mật, đại trường, tiểu trường, tỳ, phổi, bụng, dạ dày, máu, mủ, đàm, mồ hôi, nước mũi, nước bọt, ghèn, nước mắt, phân, nước tiểu, 32 thứ ở trong cơ thể mình.
Rồi bây giờ anh ngồi anh quán đi, anh quán từng món cho tôi coi coi có món nào mà nó tịnh không. Thì cái chữ bất tịnh là gì? Có nghĩa là tạp dơ. Thí dụ bây giờ mình nói về, mình quán về con mắt. Con mắt mình á là một trong những cái lỗ trong cái thân thể của mình. Trong thân thể của mình á, mình có hai mắt, hai lỗ tai, phải không? Là bốn rồi phải không? Hai lỗ mũi là sáu, lỗ miệng mình là bảy, hậu môn mình là tám, chỗ mình đi tiểu là chín. Chín lỗ bài tiết mà không có một cái chỗ nào trong cơ thể của mình mà nó không tiết ra cái chất dơ. Thì thường người ta muốn trừ cái phiền não, những cái bực bội phiền muộn. Thí dụ như bây giờ hôm nào mình bị bệnh bao tử, mình cũng đừng có giận cái bao tử. Thủy chung là cái bao tử mình lúc mình sanh ra mình khỏe, nhưng mình có góp phần làm cho bao tử mình bệnh. Có thể là do mình ăn uống không điều độ, hoặc ăn uống những món ăn mà cái bao tử mình nó không chịu. Cứ lâu ngày dài tháng thì bao tử nó càng ngày nó càng tệ hơn. Như vậy thì anh phải biết rằng một khi anh có cái bao tử thì sẽ có ngày nó hoại. Nhưng mà nó hoại sớm hơn anh dự trù là tại vì anh không biết sử dụng nó. Thì anh phải biết rằng cái bất tịnh ở nơi cái chữ bất tịnh nó có hai ý. Một là tạp dơ. Đó là cái bất tịnh theo nhìn của phàm, của nhục nhãn, của thiên nhãn. Nhưng mà cái nhìn của Bồ Tát á, cái chữ bất tịnh mà của hàng Bồ Tát nhìn á, mà gọi là pháp nhãn đó, pháp nhãn là mắt của Bồ Tát á, thì á là không có thường, không có ở yên một chỗ. Với cái nhìn của dục nhãn, thiên nhãn á, bất tịnh là dơ. Nhưng mà hàng Bồ Tát chẳng đợi dơ mới nói nó bất tịnh, mà người ta thấy cái sự, người ta biết trước sự thay đổi của nó, cho nên nói nó bất tịnh. Phá hoại, ví dụ bây giờ mình nhìn cái hoa này này, nếu nhục nhãn mình nhìn mình nói sao, trời hoa đẹp quá, hoa tươi quá. Đó, cái nhìn là nhìn nhục nhãn, thấy sao nói vậy. Thấy cái tướng nó đẹp vậy thôi à. Nhưng mà thiên nhãn ta nhìn khác à. Thiên nhãn ta nói trời ơi, không để ý coi ở dưới này là nước nó hôi lắm à, cái nhìn này cũng sâu được chút. Nhưng mà pháp nhãn người ta nhìn á, ôi cái hoa này bất tịnh, có nghĩa là nó vô thường. Hay anh đừng có nói nha, nó đang tươi vậy chứ hai ba bữa nữa thôi, anh không tưới nó thì nó sẽ héo mau một chút. Nếu anh giữ, anh tưới, anh chăm sóc nó có thể được một tuần. Anh không chăm sóc nó chừng 4 bữa là nó hết. Thì cái cặp mắt của Bồ Tát người ta nhìn thấy nó thay, nó là một thứ bất tịnh ngay khi nó còn đang tươi đẹp như vậy. Cho nên mình mới kêu nhìn đời bằng năm thứ mắt đó. Nhục nhãn, cái gì nữa? Thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn, năm thứ mắt. Cũng một món đồ đó. Nhưng mà đối với cái người giác ngộ cỡ nào thì người ta nhìn ở cỡ đó. Cho nên cái người mà con mắt thường đó là nhìn gì nó cũng bình thường đó. Thấy đẹp đẹp nói đẹp vậy thôi à, ngon là nói ăn ngon vậy. Chứ cái người mà người ta thấy sâu, chính mình thấy nó ngon ở trên cái bề mặt cho nên dành. Còn cái bậc mà có pháp nhãn thì ôi ngon cái gì, để vô miệng nhai chừng 3 biếng là nó hết, hết sạch, hết ngon vậy, hết dành à. Cho nên ta không thèm danh. Có ăn chơi, không có thôi chứ không dành. Còn mình thấy nó là thiệt, nó là ngon cho nên mình dành à. Cho hồi đó đó, đi vô chùa tu vào một cái bữa ăn á, mà chỉ cần mình nhón người mình lên, mình gấp thức ăn là bị rầy liền. Trước mặt cái gì là gấp cái đó. Còn nếu mà người ta thấy mình xa quá, người ta gấp giùm mình thì được. Chứ còn không được thấy ăn đây mà thấy kia, rồi nhón lên, rồi cố tình gấp cho được cái món mình thích, không cho. Hồi nhỏ trong chùa là ăn cơm là không cho nhón lên đấy. Mà mấy cái đó hồi xưa Pháp Hòa học đó, là nó nhớ mồm một, không có quên.
mà nhớ ở cái hoàn cảnh nào mình bị la vậy nữa. Nhớ, nhớ rõ vậy đó. Chứ bây giờ mình nói là mình nhìn vô từng cái bộ phận trong cơ thể của mình thì mình thấy nó bất tịnh. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, bất tịnh có hai cách nhìn ha. Với cái nhục nhãn thì bất tịnh là dơ, nhưng mà pháp nhãn thì ta thấy sao? Vô thường, nó không có thường đâu. Quý vị để ý, tối nay mình về mình ngồi thiền hay mình lúc mình ngủ mình nằm mình quán thử coi, từ cái chân tóc của mình xuống tới cái ngón chân của mình, không có cái chỗ nào mà nó không tiết ra cái chất dơ. Ngay cái ngón chân của mình, mình mà mang vớ nhiều quá thì nó hầm, nó cũng hôi, rồi da nó dư, phải không? Rồi những cái gì da nó mọc ở xung quanh cái bàn chân mình, rồi móng chân mình nó dơ. Mà nếu mình đi mà mùa hè mà không có vớ giày thì đất cát nó vô, cho nên bàn tay của mình không có giũa, không có rửa, không có kỳ, nó cũng dơ. Cái mặt của mình rửa một ngày mấy chập á, chứ đừng nói là sáng rửa một lần rồi tối rửa một lần, không có đâu. Một ngày không biết rửa mặt bao nhiêu lần. Đó, thành thử ra người ta quán này để chi? Để đừng có phiền não. Thì Pháp Hòa nói phiền não là đừng có, thí dụ như lâu lâu mình nhìn vô kiếm mà nói trời sao tôi già hơn 10 năm trước ta. Và phiền muộn là phiền não nha. Trời ơi, nói chuyện quỳ vốn. 10 năm trước mà biểu trẻ hơn giờ sao được. Một năm là anh đã thay đổi rồi. Có một sư cô đó, cô thương Pháp Hòa lắm. Và cô gặp Pháp Hòa hồi Pháp Hòa còn trẻ, bây giờ cô nhìn hình cái cô nói trời ơi coi nè, coi giờ già dữ vậy nè. Cái mấy vị nó hỏi cô biết thầy nào hồi mười mấy năm trước đó, trời ơi trời. Mười mấy năm trước mà giờ đem so với bây giờ à. Thật đấy là khi mà mình nhận diện một cái gì mà mình không hài lòng với cái đó đều là phiền não hết. Có nhiều khi cái người đó cái tánh tình kỳ cục lắm mà không có đụng chạm gì mình, mình thấy họ kỳ cục cái mình bực. Cái phiền não đó. Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng, cái người kỳ cục nó nhiều hơn. Giờ không lẽ phiền não hoài. Cho nên ở đời á, cái gì mà nó hiếm mới kêu là quý bạc báo, đúng không? Cái gì hiếm mới kêu bảo, chứ nó dư đại trà thì đâu có bảo nữa. Ở ngoài đường là mình thấy nè, rác nè, sỏi nè, đá nè, gạch nè, có đó nhiều chứ nó quý. Mà lỡ đi đường mà lụm được cục không sòn rồi, trời ơi. Đó, cái gì hiếm mới kêu quý. Cái gì hiếm mới kêu quý. Tỳ sát hư đó là 32 tướng bất tịnh, làm cho tâm vui trụ ở pháp môn tịnh hạnh, mau xa lìa phiền não, thông đạt sáu môn. Bây giờ Đức Phật dạy mình nó quán cái này đi, để mà thấy cái sự vô thường của nó, cái sự bất tịnh của nó nha. Nhưng không được bỏ nó. Ở trong này nói nè, quán bất tịnh làm cho tâm vui trụ ở pháp môn tịnh hạnh. Bây giờ có con mắt, trời ơi con mắt tôi ngày nào tôi cũng phải rửa hết, không thì nó ghèn nó ra được. Nhưng bên cạnh cái con mắt dơ này, nó có diệu dụng của nó. Con mắt này có thể nhìn người để cảm thông, để thương yêu. Đó, anh nên dùng con mắt này để vui tu cái tịnh hạnh. Nó bất tịnh, nhưng mình mượn nó để mình làm cái pháp tu tịnh hạnh. Trời, cái chỗ này nó hay vô cùng. Nó đơn giản đó, nhưng mà đây là cách tu. Phật không có biểu mình bỏ cái gì hết á. Anh có đó nhưng mà anh dụng. Tuần rồi quý vị nhớ cái laptop nhỏ nhỏ mà đem ra đây pháp thoại đó. Cách đây đâu chừng mấy ngày cái máy lớn Pháp Hòa nó bị vi con, nó bị virus. Nó bị vi trùng. Cái thì thầy Đức Tạng mới download cái program để mà anti trị cái virus đó, mà nó lâu, nó mấy ngày trời luôn không có dùng gì được. Lấy cái laptop ra xài, nó hết điện cái ghim vô nó làm cái rẹt cái cháy máy. Vậy cái máy lớn xài cũng được, cái laptop xài cũng được luôn. Cái thời Pháp Hòa đành để đó, nó đâu biết sửa, không biết đụng chạm gì nó hết á.
Đợi ngày hôm qua thứ sáu cái Pháp Hòa mới nói với bà Grace, cái bà nói đâu thầy đem ra chưa tôi coi. Với mấy chú zoom lại coi, cái mới nói là ô, cái cục pin của cái máy này á, nó bị bên rồi. Bây giờ lấy cái cục pin ra, rồi thầy xài thì thầy phải ghim điện vô. Bây giờ dở cái máy lên nó trống trơn, giống như cái sườn một cái nhà mà nó không có nóc cái gì, tự nhiên mất cục pin nó trống trơn vậy, nhưng mà ghim điện vô xài được. Thở đây Pháp Hòa cũng muốn nói như vậy. Nó, cái máy này là cái máy bất tịnh. Nó không phải là nó dơ, nó đâu có mùi gì đâu, hôi dơ. Bất tịnh đây là gì? Vô thường. Mình xài rồi có ngày nó phải bên, nó phải cháy chứ. Thì với cái nhìn của cái người có pháp nhãn á, ta nhìn cái máy này là bất tịnh. Thì mình đừng có nghĩ là máy này nó đâu có sình hôi gì đâu mà kêu là bất tịnh. Thì Pháp Hòa nói cho đại chúng hai cái cách nhìn bất tịnh. Với cái gì mà máy thì phải móc, xe thì phải cộ, tàu thì phải bè, tiền thì phải bạc. ta kêu tiền bạc mà, phải không? Tàu bè, máy móc, xe cộ, tàu bè, thì cái gì nó cũng có cái hư hoại của nó. Nhưng nếu mà mình biết lắp ráp, mình sửa, không, mấy chú biết hết, dù tháo cục pin ra cái xài được. Còn mình không biết là mình chịu trận. Pháp Hòa mà cái gì mà nó trục trặc với thường ngày mà là Pháp Hòa không biết gì hết, cứ để yên nó chờ mấy ổng về thôi. Mấy ổng về mấy ổng chỉ làm cái một cái nó ra liền. Mình không biết gì hết à. Cho nên á, cái câu này nó quan trọng nè. Đó là pháp, đó là quán 32 tướng bất tịnh, làm cho tâm vui trụ ở trong pháp môn tịnh hạnh. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái người chồng hoặc là một người vợ mà có những cái hành xử rất là không có hay, cái đó là cái khó chịu vô cùng. Cái người bạn, rồi những lúc mà mình như vậy đó, rồi mình đi vô chùa, đi vô đâu đó, mình gặp một cái người thứ hai cũng na ná, cái thì bây giờ mình quán nè, trời ơi, cái người ngồi bên tôi mỗi ngày đây nè, tôi còn chịu đựng được thì cái anh cái chị này tôi chỉ gặp mấy tiếng đồng hồ ở đây chả là nghĩa lý gì, thì tự nhiên nó làm cho mình sao nhẹ ra liền. Đó là quán. Quán là vậy đó, tức là mình biết nhìn để mình có thể mình làm cho con người mình nó bớt đi cái phiền muộn. Rồi bây giờ đi về nhà gặp cái người đó, bây giờ quán sao đây? Nói trời ơi, đây là thiện tri thức của tôi, nhờ ông này mà tôi mới biết được tôi nhẫn cỡ nào đây. Nhưng mà tôi không biết cho chừng nào tôi nổ à. Nhưng mà thôi kệ, nghĩa là tôi dằn được một tháng hay là tôi đã dằn được 20 năm rồi thì tôi nghĩ tôi cũng khá đó. Tự mình. Cho nên á, quý vị biết không, cái sợ của thanh văn á, cái sợ của người tu hành và sợ của phàm phu nó khác. Cái sợ của phàm phu là sợ gì? Sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ nghèo, sợ đói, sợ xấu, sợ già. Đó là cái sợ của phàm phu. Nhưng mà cái sợ của bậc thánh nè, sợ tu không chứng. Sợ tu không chứng, sợ những cái chuyện mà gọi là cao, sợ gọi là sợ mình khởi phiền não. Còn đói thì không sợ. Sợ không có pháp để hưởng, sợ không có tăng thân, sợ không có đạo tràng. Tại vì nhiều khi no cơm ấm áo mà thiếu thiện tri thức. Nhiều khi dư ăn dư để mà thiếu những cái giáo pháp để làm cho mình an tịnh cái tâm. Hai cái sợ khác. Cái sợ của cái bậc phàm phu như mình vậy đó. Một tháng nào mà check nhà băng mà thấy hụt hụt cái sao bắt đầu rầu rồi đó. Sao tháng này chi dữ vậy ta? Ví dụ vậy đó. Nhưng mà đối với các vị đó thì người ta không sợ cái đó. Tại vì sao? Thí dụ như tiền ít thì bây giờ bắt đầu tự mình phải điều chỉnh cái chi phí lại được à. Nhưng mà người ta sợ, người ta khởi lên một cái niệm phiền não, cái bao nhiêu công phu tu tập nó mất hết, ta sợ vậy. Cho nên ha, làm cho tâm an vui trụ ở pháp môn tịnh hạnh, mau xa lìa phiền não. Cho nên nhìn ở nơi cái bất tịnh đó để mà dụng nó à, không có 32 món này là mình không ra một thân thể toàn hảo à.
Cho nên nhờ 32 món bất tịnh này mà lại giúp cho chúng ta được tu cái pháp môn tịnh hạnh. Thí dụ như thế, bàn tay này bất tịnh, không rửa nó dơ đụng, nhưng mà nhờ bàn tay này mới làm được nhiều việc á. Cho nên ở nơi bàn tay bất tịnh này mà chúng ta có thể làm được nhiều việc bất thanh tịnh khác. Cái miệng mình là cái miệng bất tịnh, nhưng mà cái nơi cái miệng bất tịnh này, nếu chúng ta biết ứng dụng tịnh hạnh pháp môn, thì cái miệng này làm được cái gì? Nói được Phật pháp, tụng được thời kinh, nói được lời lành, lời phải cho người ta nghe, không có phí. Cũng giống như cái người mà người ta lấy rác về nhà vậy đó. Trời ơi, anh ôm rác về nhà chi? Ồ, anh không biết chứ tôi biết làm ra phân. Đây là đống rác, nhưng mà tôi làm ra phân, mà phân này là bổ dưỡng cho bao nhiêu rau cải tôi trồng. Đó, không có phí. Cho nên Đức Phật dạy mình cái hay là cái chỗ là Đức Phật dạy bất tịnh vô thường về tất cả các pháp, để chúng ta đừng đắm nhiễm nó, đừng chấp trước nó, nhưng mà phải dụng nó để làm nên cái đại nghiệp cho mình. Hay đó. Thôi mình dừng ở đây đi. Hết giờ chưa? Thôi bây giờ Pháp Hòa nói một chỗ này nữa rồi mình nghỉ. Cái chỗ này mình nói lượt. Phật nói kệ rồi, Tỳ Xá Khư hết sức vui mừng lại hỏi: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đối pháp môn tịnh hạnh có bao nhiêu chấp trước làm cho bị trói buộc ở thế gian, không để không thể giải thoát? Tỳ Xá Khư, các Bồ Tát tu tập pháp môn tịnh hạnh có bảy tâm làm cho bị trói buộc ở thế gian, đó là vị ấy nghĩ: Một, nếu ta được độ người chưa được độ nên ta muốn độ thoát họ. Cái mình đọc cái chỗ này mình mới thấy kỳ. Ủa, rõ ràng là Phật nói rằng người nào chưa được độ mình phải độ cho họ, mà ở đây tại sao lại nói là người, nếu mình thấy rằng có người mình đã được độ rồi, người chưa được độ mình muốn độ họ thì lại bị ràng buộc. Nếu tâm được giải thoát, người chưa được giải thoát nên ta muốn làm cho họ được giải thoát. Nó ngược hết trơn những cái gì xưa nay mình học ha. Nếu ta đã giác ngộ, người chưa giác ngộ nên ta muốn giác ngộ họ. Nếu ta đã được điều phục, người chưa được điều phục nên ta muốn điều phục họ. Nếu ta đã được an lạc, người chưa được an lạc nên ta muốn làm cho họ an lạc. Nếu ta đã thành đạo, người chưa được thành đạo nên ta muốn dẫn họ, dắt họ. Nếu ta đã được niết bàn, người chưa được niết bàn nên ta muốn làm cho họ được niết bàn. Đó, Tỳ Xá Khư, là bảy món tham trước của Bồ Tát ở thế gian làm cho họ không được giải thoát. Như vậy ai dám làm Bồ Tát? Trời ơi, gì đâu mà muốn điều phục. Mình đã điều được điều phục mà muốn điều phục cái mình bị mất giải thoát. Cái chỗ này đó Pháp Hòa cũng trần ai với nó lắm. Đọc tới cái đoạn này mình hiểu không nào. Vì sao đó Pháp Hòa mới nói như này? Mình có một hôm thì cái này là mình mới nghĩ ra. Thật ra đó không có gì khó. Nếu mà mình muốn làm một cái việc gì đó, tất nhiên là mình phải bị dính thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị đi tu bát quan trai, sáng ra cái mình thấy cháu của mình nó ấm đầu, nó không được khỏe, hay là má ba nó bận đi làm. Bây giờ bắt đầu mình nói sao? Hễ muốn đi chùa thì bắt buộc phải bỏ giáo nhã. Mà bây giờ nếu ở nhà mà làm cái bổn phận cho cháu thì nhất định phải bỏ cái chuyện đi chùa. Bồ Tát cũng vậy thôi. Anh nếu Bồ Tát vì chúng sanh cho nên Bồ Tát còn kẹt lại. Cũng giống như xưa đi vượt biên vậy. Nhiều khi có mẹ già, cha già không nỡ bỏ đi, thôi để cho chồng đi hay là con đi hay ai đó đi, mình tình nguyện ở lại để làm gì? Để phụng dưỡng cho cha mẹ. Thì cái chỗ này á, mình nghe những cái từ như là tham trước bị trói buộc, mà thật sự những cái từ này nó đơn giản là đúng vậy thôi. Hễ mà mình làm cái gì là mình bị kẹt cái đó. Thí dụ như bây giờ quý thầy muốn tu, nếu quý thầy mà muốn thoải mái nhẹ nhàng khỏi lập chùa
kiếm cái am cái cốc nào ở tu cũng được, khỏi mà hễ mà có chùa thì phải gì, ràng buộc. Ràng mà mình dùng cái chữ ràng buộc là đúng thôi. Bây giờ ví dụ làm sao bỏ đâu đi đâu lâu được, rồi ai lo chùa, ai lo hướng dẫn tụng niệm giảng diễn này kia kia nọ. Không có đệ tử khỏe nha, muốn đi đâu đi ha. Có đệ tử rồi cái thì đệ tử sợi dây nó trói, không có đi được. Mặc dù đi nhưng mà không đi lâu, không đi nhiều. Thí dụ vậy. Ngày hôm qua mình cũng ngồi mình nói chuyện cái chỗ này vậy đó, thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, đọc cái đoạn này thì đại chúng đừng có lầm, đừng có lầm là các vị Bồ Tát bị trói buộc cái kiểu như phiền não. Mà cái trói buộc chỗ này nó rất là đơn giản. Theo cái nghĩa thông thường là sao? Hễ anh tạo một cái gì, anh vì cái gì đó thì anh phải ở lại thế gian này. Như Đức Quan Âm, thật ra Ngài là một vị cổ Phật, nhưng mà Ngài vì chúng sanh thì Ngài phải làm sao? Ngài không nhận cái ngôi vị đó mà Ngài chấp nhận cái vai của Bồ Tát. Rồi bây giờ á, Ngài là một người nam, các cái nước khác người ta thờ tượng Ngài là theo cái dáng của người nam hết, mà tự nhiên lọt qua Trung Quốc với Việt Nam cái ra tướng nữ. Bởi vì cái quan niệm của Tàu và Việt, người mẹ, người nữ là tượng trưng cho tình thương. Cho nên khi nói về tình thương của Bồ Tát Quan Âm thì người Á Đông liền tạc cái dáng của Đức Quan Âm qua cái tướng nữ. Đây là cái tướng mà do chúng ta suy diễn, chúng ta tạc. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật gọi Ngài Quan Âm Bồ Tát là ông. Dạ không? Ông vì có lòng từ muốn cứu độ chúng sanh, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh, vân vân. Nếu tại sao chứ ông mà giờ ở đây ra cái tướng bạn. Cho nên mình mà gọi Phật bà là mình không có đúng. Phật bà là để cho những người dân thường người ta gọi, ta không có hiểu Phật pháp ta gọi. Còn mình là Phật tử thuần thành, có học Phật pháp thì không nên gọi là Phật bà, mà chỉ gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, chứ không gọi là Phật bà. Và càng không gọi là Phật mẫu. Phật mẫu theo thế gian là mẫu gì? Mẫu mẹ phải không? Nhưng mà chúng ta có một vị tên là Phật Mẫu Chuẩn Đề. Vậy cái chữ mẫu này khác à? Mình học về cái chú Chuẩn Đề rồi, muốn nghe thì tìm lại Đại Bi Thập Chú nghe. Nhưng mà ở đây á, Pháp Hòa chỉ giải thích cho đại chúng biết á, là nếu chúng ta có cái tâm của Bồ Tát, chúng ta muốn làm một việc gì thì chắc chắn chúng ta phải ở lại. Nói theo cái nghĩa thông thường là có ràng buộc bởi cái việc đó, chứ không thể nào hơn được. Bây giờ mình không tổ chức một khóa tu thôi, mà hãy tổ chức khóa tu, tức là mình tạo những cái sợi dây ràng buộc trong cái vấn đề khóa tu. Thí dụ phải tạo ra ai đi rước khách nè, ai sắp chỗ ngủ nè, ai nấu ăn nè, cho cha đủ thứ chuyện hết. Rồi đâu phải người ta y chang vậy người ta làm đâu. Người ta nhiều khi người ta không có thông cảm, chỗ thì ít, người thì đông. Thì thôi bây giờ mình nhường, ai cũng muốn chỗ tốt hết, thì làm sao mà mình có đủ cái phương tiện hoàn cảnh. Cho nên nếu mình đã thấy rằng ồ, cái này là cái sự sắp xếp của ban tổ chức, thôi mình thông cảm, bây giờ lượng người quá đông, thôi bây giờ mình làm Bồ Tát đi. Giống như hôm rồi có một cô mới gọi, cô nói thưa thầy, năm nay á, nếu mà lỡ đông quá rồi mình đủ bình bát không? Cái Pháp Hòa mới nói, theo Pháp Hòa nhớ là chùa mình có 400 cái bình bát. Nhưng nếu lỡ trường hợp không đủ, những vị nào đã từng cầm bát suốt mười mấy năm nay rồi, nhường cho những người người ta chưa được cầm, để người ta gieo cái duyên. Pháp Hòa vừa nói chơi, nhưng mà trong cái nói chơi đó Pháp Hòa cũng nói thật. Cuộc sống này á, cuộc sống này chẳng qua là chúng ta biết nhường và nhịn thôi, nhịn và nhường thôi, chứ không có gì hết á. Quý vị lặt rau, quý vị có bài kệ lặt rau nè. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Quý vị nhớ bài kệ mỗi khi lặt rau nha.
Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Cuộc sống này nó có mặt là nhờ chúng ta biết nương nhau, biết nhường và biết nhịn. Chứ ai cũng muốn giành giật hết thì có gì để nó có mặt. Cũng giống như một ngôi chùa có mặt là mỗi người chúng ta nhịn cái bớt ăn nhín mặt để đóng góp vào để có cái của chung. Cho quý thầy mỗi bữa qua đường quý thầy nguyện đó, thấy không? Nghĩ nhớ đến ơn đàn na tính thí, cơm ngày ba bữa, cơm ngày ba bữa nhờ nhín ăn bớt mặt của kẻ đàn na. Thân mặt ba y hằng nhớ nghĩ đến người thợ dệt. Không có thợ dệt làm gì có vải cho mình mặc. Chứ cái câu mà mỗi ngày mình tụng là vậy đó, mình nguyện đó, mình nhớ đó, mỗi bữa ăn cơm mình nói. Người tu ở trong chùa là bữa cơm là thường tâm niệm như vậy đó. Cơm ngày ba bữa nhờ nhín ăn bớt mặt của đàn na. Thân mặt ba y thường nhớ nghĩ đến người thợ dệt. Vì vậy cho nên á, các vị Bồ Tát này chấp nhận bằng lòng để có cái từ gọi là bị ràng buộc, bị dính mắc. Hôm qua có anh Phật tử, anh cũng đặt câu hỏi vậy đó. Tối lên ngồi anh tâm sự, anh nói giờ con thấy thầy đi giảng nhiều, mà bây giờ thầy tạo chùa rồi thầy tạo tượng vậy rồi ai coi? Thầy làm vậy rồi thầy ràng buộc. Nó không, đâu có gì đâu ràng buộc. Anh nên nhớ truyền bá Phật pháp là hai mặt. Giáo lý không chưa đủ, anh cũng phải có giáo sản, tức là cơ sở. Không có thì người ta nương vào đâu, người ta trở về. Thời Đức Phật mà còn phải, Đức Phật hồi xưa ở rừng nè. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc á, ông thấy là không thể được, cho nên vua Tần mới cúng dường cho Phật cái tịnh xá Trúc Lâm. Rồi nào là tịnh xá kỳ viên của ông Cấp Cô Độc với lại ông Thái tử Kỳ Đà, phải không? Cho nên á, Đức Phật cũng phải có cơ sở để cho tăng chúng có chỗ ở. Thì ngày nay cũng vậy thôi. Mình muốn làm cái gì nó phải có cái home base, nó phải có cái chỗ, cái văn phòng. Còn không thì không làm được. Đứng trên phương diện tột cùng của đạo lý, một hạt bụi cũng không nói tới. Nhưng mà đã dùng cái cửa phương tiện để độ đời thì không thể không có. Ví dụ bây giờ chùa nè, không có thuyết giảng cái sao, mình không biết gì hết. Mà giảng hoài không có tụng kinh cái buồn ngủ quá. Mà tụng hoài không có cho lễ cái cũng buồn ngủ quá, cho nên thỉnh thoảng đứng lên lại xuống cho nó tỉnh hồn tỉnh giấc. Để ý cái chúng sanh là vậy. Mặc dù là nói là như là vậy đó, nhưng mà phải thường xuyên cúng dường những cái pháp môn tụ. Bởi thường thường ta nói, ta nhìn một cái người nào mà trang nghiêm hay tâm trời, thầy cũng đạo hạnh như thì có nghĩa là gì? Hạnh là cái cách tu, nhưng mà tu đúng cho nên cái đức nó sạch. Cho nên đạo hạnh sanh đạo đức. Không thể nói là cái đức không thể tự nhiên mà có, mà bởi cái đó nó không có thể thấy. Cái đó, cái đức không có thể thấy, mà chúng ta chỉ phải gieo trồng trên cái con đường tu tập của mình. Và cái đó chúng ta gọi là hạnh. Hạnh có nghĩa là việc làm, mà việc làm này xuất phát từ cái tâm của mình, từ cái nguyện của mình. Cho nên ta phải hạnh nguyện. Sở dĩ cái người này có việc làm như vậy là nhờ cái nguyện, mà không có nguyện thì không có làm được. Cho nên mình tu, mình nương vào cái năng lực của một vị Bồ Tát tên là Đại Hạnh. Bởi vì đại nghĩa là lớn, đại nghĩa là tuyệt vời. Đại có ba nghĩa. Ngoài cái lớn, ngoài cái chữ nghĩa thông thường đại là lớn,
Đại còn có nghĩa là siêu việt, hiếm có, quý báu vô cùng, thù thắng, nhiều kiêu đại, hiếm kiêu đại, thù thắng, vượt bực. Cho nên đại có ba nghĩa. Thì các vị Bồ Tát chúng ta thường nói là đại Bồ Tát, thì đừng có hiểu lầm là chắc Bồ Tát có to con lớn người chưa đại, cỡ như Pháp Hòa chưa đại nhỏ. Vậy thì có nhiều khi cái người đó ta nhỏ con, nhưng mà ta làm việc hiếm có cũng chưa đại được. Người ta làm cái việc mà ít ai làm được cũng nổi đại, chứ đại thần, đại người. Từ cái hạnh đó, người có cái hạnh đó và người ta làm được là tại vì cái nguyện của người ta lớn, nguyện lớn cho nên mới hạnh lớn được. Nguyện không lớn thì hạnh không to. Cho nên người tu là phải có cái nguyện lớn. Và nguyện lớn thì không có nghĩa là mình nguyện làm cái gì lớn lao, nhưng mà ít nhất cũng phải có một cái nguyện, và con nguyện tu. Nói cái chữ nguyện tu thôi là đã thấy không hay dễ. Tại vì tu mà không biết cách tu nó càng khổ. Mình khổ, người khổ. Càng tu thành tu. Thay vì ta cất vô huyền đi, mình tu riết, mình bỏ vô huyền đi tới đâu mình đóng cái tù tới đó. Thì mình bực bội, mình khó chịu. Cho nên mình muốn tu là mình phải có một con đường. Muốn lái xe tới sân ga trung tâm hôm nay phải có đường, biết đường đi mới được. Lần đầu tiên có quà đến đây đi thiền hành với quý vị, chứ có quà chưa biết đường. Có một chú Phật tử đứng sao chú làm GPS. Chú đứng sao chú nói thầy đi thẳng. Lát tới đó thầy vào phải, vào trái. Bây giờ cái GPS nó hay lắm, có một cái loại rất là mới. Mình mà quẹo đúng, wow, you did a great job. Mình có những cái gì đó rất là hay. Rồi khi mà mình mà đậu đến đúng cái địa chỉ mà họ chỉ dẫn rồi đó, congratulations, you are super driver I ever had. Có một hôm có bà ngồi trên xe của một Phật tử mà đi trên đường nó khen suốt vậy đó. Cái mình nó trời cái máy GPS này nó có tu nghe đó. Nó biết tưới hoa. Thì cái vị Phật tử trời ơi biết không, ngày con được nó khen mấy chục lần. Thế đại chúng là mình muốn đi đâu phải có đường. Cho nên muốn đi có một đường này. Cái bài Sám Di Đà ở đầu bài cái câu đó. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là ở cao. Năng trừ tám vạn trần lão, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng vua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Cho nên đường vua cũng không bằng đường Phật. Người tu phải có con đường để mình đi. Cho nên hiện bây giờ đó, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tham dự khóa tu để làm gì? Để mình gieo trồng cái căn lành đó. Cho nên cái đó gọi là đại căn. Hôm mấy xưa nay những gì chúng ta đang làm đó là chúng ta đang gieo trồng. Căn là cái rễ, cái gốc. Cái người mà có gốc rễ của căn lành thì tự nhiên nó có cái cơ hội tiếp xúc. Và cái gốc rễ, cái căn lành đó là gì? Đó là chánh niệm, đó là từ bi. Người có chánh niệm, cái bước đi người ta nó cũng tỏa ra được cái đạo.
cái lời nói của người ta nó tỏa ra được cái đạo. Cho nên cái người mà tu đạo càng lâu thì mình phải tỏa ra là một cái người tiếp xúc hướng dẫn người khác một cách nhẹ nhàng. Có nhiều khi mình làm Phật sự nhiều nhưng mà không khéo mình bị người ta giận dữ, tại vì cái cách nói của mình nó không có dễ thương, cái cách hành xử của mình nó không có dễ thương, thì chứng tỏ là mình ở trong đạo thì có ở nhưng mà căn không có trọng, từ bi chưa có trọng, chánh niệm chưa có trọng, cho nên đạo căn không có. Giống như cái cây mà để trong cái chậu mà rễ nó không mọc, rồi thời gian thì nó bị úng, nó bị hư. Để xuống chừng 3 tháng đầu thấy cũng tươi lắm chứ, nhưng mà không ai biết cái rễ nó đang từ từ nó hư, nó úng. Và tháng thứ tư thì phải đem nó ra. Cho nên mình muốn có được sống ở trong đạo lâu thì mình phải gieo trồng cái căn, cái đó là đạo căn. Mà đạo căn là có từ bi, có chánh niệm. Coi vậy chứ cái chánh niệm quan trọng. Cho hồi nãy có mà rất là vui, mình đi thiền hành cả mấy trăm người nhưng không nghe một tiếng ồn, không ai nói chuyện. Là tại sao? Tại vì mình phải thắng cho được cái căn mà đời của mình lâu nay. Mình cũng có căn đó, nhưng mà căn đời gặp nhau là nói. Cho giờ mình phải chuyển căn, tức là làm cho cái căn đời nó thành ra cái căn đạo, sống có chánh niệm. Hôm nay mình đi tới khóa tu, đã nói tới khóa tu thì phải làm sao gieo trồng cho được với cái ý nghĩa của đến với khóa tu. Còn đến với khóa tu sống cũng y chang như không khóa tu thì nó uổng quá. Cái đó Tổ Quy Sơn gọi là tức niên hành xứ thố bộ bất di. Chỗ đi năm trước, năm nay một bước không rời. Tức niên hành xứ thốn bộ bất di. Một bộ, một tức là một bước cũng không có dời đổi gì được hết. Tôi biết cái chị đó, chị là Phật tử thuần thành của đạo tràng. Tôi đến khóa tu từ khóa 1 tới khóa 11, 12, 15, tôi thấy chị yên nguyên. Sân si cũng sân si, phiền não cũng phiền não, hốn bộ cũng như. Chứ mình phải làm sao, mình phải gieo trồng cái chánh niệm. Mình càng là thuần thành thì mình phải càng tỏ ra cái căn đó, cái căn lành trong này. Quý vị thấy có người nào mà nó biết đi chùa từ nhỏ, mình gặp thì mình khen sao? Trời ơi, đạo hữu này, em này có căn lành. Tại vì một đời nhỏ biết làm việc lành thì chứng tỏ là người này phải có căn lành mới làm được. Chứ còn không thì đâu phải dễ, chứ có căn lành. Cho mình gieo trồng cái căn đó bằng cách thực tập chánh niệm từ bi. Đi trong chánh niệm, lại Phật trong chánh niệm, hành xử trong chánh niệm. Cái gì mà không đồng ý đi nữa thì chúng ta cũng nhẹ nhàng giải thích chứ không có nạt nộ. Không có đạt nộ, không có ý mình thế này thế kia thì tự nhiên nó làm cho mình mất đi cái căn lành. Và từ cái từ bi chánh niệm đó, do cái căn lành đó, cho cái đạo căn đó, nó tỏa ra được cái đạo khí. Đó là cái thứ gì của người Phật tử con. Đạo khí là gì? Khí tức là cái khí lực. Người ta cảm nhận được cái đạo ấy. Cái người mà có hiền lành, lời nói cũng hiền lành. Người dữ dằn, lời nói nó cũng toát ra cái hung dữ. Người sân, nói chuyện mình cảm nhận được cái khí sân của người đó. Không biết ở đây quý vị đã từng tiếp xúc, ít nhiều lâu lâu mình cảm nhận được cái điều đó. Cho mình phải làm sao
tự thân của mình. Trước hết là phải trồng đạo căn, phải có đạo căn để nó tỏa ra được cái đạo khí. Ví dụ như cái người mà có lòng từ bi, tự nhiên nó tỏa lên cái gương mặt, nó tỏa qua cái hành động, mình nhận được, mình cảm nhận được. Và những vị mà người ta tu hành có cái đạo hạnh thì tự nhiên mình ở gần mình cảm thấy một cái sự bình an, một cái sự ấm áp. Cái người mà người không có cái năng lượng đó, mình ở tự nhiên mình thấy sợ sợ. Bình thường hay nói sao lâu lâu tôi thấy ở làm sao tôi nó ớn lạnh, không biết có người âm gì theo không. Bây giờ khi không có người âm nào hết, nhưng mà ở gần cái người ta dữ dằn quá, tự nhiên lúc nào mình cũng rụt rè, mình sợ. Cho nên cái khí lực của mỗi con người nó lạ. Ở Đức Phật, Đức Phật có cái đó, có cái đạo khí, có cái từ bi lực. Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Ngài nhớ đến năm anh em Ngài Kiều Trần Dương, là người đã từng tu khổ hạnh với Ngài. Thì Ngài đến vườn Lộc Nguyễn để mong sẽ nói bài pháp cho năm vị đó tu. Thì năm vị nó thấy xa xa, thấy bóng dáng của Ngài đi đến, thì tự động họ nói với nhau: Gautama Cồ Đàm đang tới, đừng có thèm tiếp. Ông đó ổng tu không có vững chãi, mình bỏ mặt ổng đi, đừng có tiếp. Nhưng mà không ngờ Phật càng đi tới, càng đi tới, thì tự động năm vị đứng dậy. Bị mắc cỡ quá giọng dám nói ra, thôi tự mình đi làm. Có một người đầu tiên đứng dậy đi múc nước, rửa cho Phật, rửa tay, rửa mặt. Người đi rót trà, vân vân. Từ đâu mà có cái đó? Từ cái lực. Có nhiều khi mình đâu có dùng quyền thế gì để mà chiêu nạp ai đâu, mà tại sao người ta lại thương mình, quý mình, đến với mình? Đó là từ cái đạo hạnh, từ cái đạo căn, từ cái đạo khí. Cho nên mình phải gieo trồng cái chánh niệm, cái từ bi, cái hạnh lành. Càng gieo nhiều càng tốt. Cho nên tụng kinh nhiều, tự nhiên con người mình nó nhẹ nhàng. Quý vị tưởng là tôi tụng kinh không tu, sao tụng kinh là tu đó? Tại vì khi mình tụng kinh là mình không nói bậy nữa, miệng mình tụng là chân chánh, ý mình không nghĩ bậy nữa, mình duyên theo lời kinh mình tụng, thân mình không thành bậy nữa, mình lại Phật, mình lên xuống, mình ngồi yên, thân khẩu ý thanh tịnh, đó là ngồi thiền chứ gì. Nhưng mà mình ngồi thiền qua một thời kinh, mình thiền trong một qua một thời kinh, mình thiền qua một cái giờ đi thiền hành. Cho nên khi mà chúng ta có tu tập, dù là tụng kinh niệm Phật, hay ngồi thiền, hay đi thiền hành, hay trì chú, thì đều là cái giờ phút chúng ta gạn lọc, làm cho căn lành càng ngày càng tăng trưởng. Mà mỗi lần mình lại Phật, ví dụ mình đọc là Nam Mô Phổ Quang Phật, thì mình biết là Phổ là rộng, quang là ánh sáng. Còn lại một Đức Phật có ánh sáng rất là rộng. Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đa Ma La Bạc Chiêm Đàn Hương Phật. Đức Phật, Đức Phật Chiêm Đàn Hương có nghĩa là con nguyện nương tu tập vào ba thứ Phổ Quang, Phổ Minh và Phổ Tịnh. Nếu người nào mà có đủ Phổ Tịnh, Phổ Quang, Phổ Minh thì tức khắc tỏa hương ra. Cho nên chiêm đàn, bốn vị nó đi chung với nhau. Nếu không có Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh thì làm gì có chiêm đàn hương. Người không tịnh làm gì có cái hương tịnh. Cho Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh. Và người mà có tu tập được rồi thì sao? Du hí thần thông Phật. Quý vị lại Hồng Danh Bảo Sáng không? Du hí thần thông, thần thông qua lại tự tại, không có gì ngăn ngại hết, là du hí thần thông. Còn giờ mình cũng có thần thông như mình,
mình cứ du hí, mà không phải du hí trong đạo tràng mười phương ba cõi. Mình du chỗ nào ở đâu, cho nên rốt cuộc là mình không có ly khấu được. Ở trong hồng danh bảo sám có vô cấu Phật, ly cấu Phật, dũng thiên Phật, đúng không? Thành tử là mỗi một danh hiệu Phật là một pháp tu. Quý vị nghe Pháp Hòa giải thích 88 vị Phật đó trong một cái bài có cái tên là Làm Mới Thân Tâm. Pháp Hòa chú giải toàn bộ hồng danh bảo sám từng danh hiệu Phật, rồi lại ngũ bách danh Quan Âm, 500 danh hiệu Đức Quan Âm. Pháp Hòa cũng chú thích giải thích từng danh hiệu của diệu dụng Quan Âm. Tại vì quý vị nhớ là mỗi vị Phật đều mang cái ý nghĩa, ngay cả cái pháp danh của mình cũng vậy. Mỗi cái pháp danh là một cái ý nghĩa, và khi chúng ta quy y là chúng ta nhận được cái pháp danh là vị thầy đặt pháp danh cho mình, là gửi gắm cái sự tu hành cho mình qua cái pháp tu. Ví dụ như mình có pháp danh là Từ Nhẫn thì nhớ là lấy nhẫn nhục là sự nghiệp, lấy từ bi để độ đời. Người không có nhẫn nhục thì khó mà thành tựu, người không có từ bi thì không thể phổ độ được, không thể làm việc lớn. Cho nên Từ Nhẫn nghĩa là sống có từ bi và nhẫn nhục. Chứ từ này cũng là từ chối. Mình hiểu ngược lại, mình nói thầy cho tôi pháp danh Từ Nhẫn nghĩa là biểu tôi đừng nhẫn. Từ này là từ giả, từ chối. Có nhiều khi như vậy. Ví dụ như có một người nào đó pháp danh là Từ Tâm. Từ Tâm có nghĩa là có cái tâm, có cái tâm từ bi, tâm rộng rãi, tâm từ bi. Nói chung là mỗi pháp danh đều có cái ý nghĩa. Ví dụ mình có pháp danh là Thiện Giáo. Thiện Giáo là gì? Tức là khéo léo dụng những phương pháp để giáo hóa cho người, gọi là Thiện Giáo. Chữ thiện là khéo. Cho nên Đức Phật cũng có một cái pháp danh, cái hiệu đó là Thiện Thể. Thiện Thể là khéo vượt qua. Chữ thể là vượt qua. Người mà khéo vượt tất cả những cái khó khăn, những cái phiền muộn thì gọi là Thiện Thể. Người có khả năng giải mở hết tất cả những cái pháp trong thế gian gọi là Thế Gian Giải. Trên pháp danh nào cũng đẹp. Thậm chí mình pháp danh là Diệu Cự. Trời ơi, tôi có cự ai đâu mà không thấy. Chữ cự này là lớn. Giống như mình nói cự phách á. Phách là ngón tay cái, cự là lớn. Cự phách là ngón tay cái, cho nên khen ai người ta ưa cự phách lắm. Thì chữ cự là lớn. Diệu cự là người có cái sự vi diệu trong lòng rất lớn. Mình tại mình cứ hiểu cái nghĩa thông thường của mình thì mình sẽ không có vui. Mà mình thấy mình hiểu được cái nghĩa thâm sâu thì tự nhiên mình rất là vui vẻ. Diệu thâm, trời ơi, con đâu có đen đâu thì cứ có thâm. Thâm là sâu, người có sự vi diệu sâu sắc là diệu thâm. Chữ thâm là sâu, vô thượng thâm thâm. Thì chữ thâm là sâu. Cho nên mình thì mình cái điều tịnh thâm cũng được. Sự thâm tịnh, thâm diệu. Cho mỗi một cái tên là một cái pháp tu. Và khi mình lại Phật á, mình đưa vào cái nghĩa của từng câu đó, tự nhiên mình thấy mình vui vẻ. Nam mô đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng với ai? Mình tu rồi mà đấu với ai nữa? Đấu với phiền đảo ở nơi mình.
cái việc cái khó nhẫn của mình nhẫn được là mình chiếm thắng. Cái khó nhịn mà mình nhịn được là mình chiến thắng. Chứ không có chiến thắng ai hết đó. Chiến thắng với cái giặc sân si phiền não của mình là đại thắng. Chứ không có cái thắng lợi nào cho bằng mình tự thắng. Trời ơi, hồi đó mà hiểu tôi ngồi 15 phút xếp bàn, tôi ngồi đâu có nổi. Mà tôi đi vô trong chùa, tôi ngồi thiền, tôi ngồi nghe giảng riết. Mà bây giờ tôi ngồi được cả tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ tôi thắng được cái gì? Thắng được cái đau đớn mà thường nhật mà tôi ở nhà tôi làm được. Ở nhà mà ngồi từ tụng kinh mà không có ai chung với mình ẹo hoài. Ngồi mình đổi kiểu, mình vô đây mình ngồi chung với chúng thì tự nhiên cái năng lực của đại chúng ngồi yên như vậy cũng giúp cho mình cũng yên trong cái khuôn khổ đó. Mình thắng được cái cơn đau, cái cơn mà thường thay đổi của mình. Đấu chiến thắng Phật. Nam mô Giổng Thí Phật. Giổng này là giổng mạnh. Mình phải mạnh dạng mà buông xả rồi là giổng thí. Ta bởi là khuyên mình thôi chị, nó nói nặng chị mà chị bỏ. Thử nó giữ cho chị nặng thôi, chị bỏ được không? Tôi đã nói rồi, đời này tôi chết tôi đem theo, sống tôi để vậy. Tức là mình chưa có chịu chấp nhận xả được cái đó là chưa phải giọng thí. Giọng thí có nghĩa là dám bỏ ra, ví dụ như thế, mình bỏ ra 100.000 mà cho từ thiện là giọng thí. Nhưng mà giọng thí là giọng thí của cải tiền tài. Làm sao mà cái người ta làm cho mình giận, gọi là bầm gan tí mật, mà mình dám bỏ được cái đó ra khỏi lòng của mình là giọng thi. Giọng thi Phật. Chứ hôm nào mình xả được cái người mình giận ra rồi đó, bây giờ mình lại Phật này mình thấy hạnh phúc quá. Nam mô giọng thi Phật. Cho nên mỗi một Đức Phật là một pháp tu. Mỗi một Đức Phật là một pháp tu. Rồi cuối cùng Phật nhiều quá, Nam mô Pháp Giới Tàn Thân A Di Đà Phật. Nếu mà con sống được hết như những danh hiệu mà mấy chục vị trước khi con lại đó, thì bây giờ con trở thành ra một thanh tịnh Di Đà. Khắp pháp giới này con đi đâu cũng hạnh phúc. Con ngồi đâu cũng hạnh phúc, con đi đâu cũng hạnh phúc. Bây giờ con là Pháp Giới Tàn. Chữ tàn là chữ. Khắp pháp giới này, ở đâu cũng có thân Phật Di Đà hiển hiện. Cho nên hay lắm. Mỗi danh hiệu Phật, mỗi danh hiệu Bồ Tát đều mang ý nghĩa. Mà mình lại như vậy rồi đó, mình duyên theo cái danh hiệu của Phật đó, tự nhiên cái tâm mình đó nó hạnh phúc ra, nó nhẹ nhàng ra, cái bắt đầu cái nét mặt mình nó cũng từ từ nó xả được, tỏa ra được cái đạo khí. Nhờ mỗi ngày nào con cũng tụng kinh, ngày nào cũng tụng kinh là trong các lần. Rồi bắt đầu con người bây giờ nó thuần ra rồi, đi bắt đầu nhẹ, bước đi mình bắt đầu nhẹ ra, lời nói mình bắt đầu nhẹ ra, bắt đầu có đạo khí. Đạo khí, đạo căn. Và từ đó chúng ta có được cái đạo tâm. Đạo căn là gì? Tức là tâm Bồ Đề. Cái tâm mà ngày đầu tiên mình bắt đầu mình phát nguyện, mình tu học đó, cái tâm đó là tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ. Mà cái tâm nó không lui sụp thì chúng ta gọi là tâm. Cái người mà có tâm đạo á, là người ta làm gì người ta cũng không có chấp trước. Và ai lỡ làm gì chút chút nhẹ nhẹ người ta không có để tâm, thì cái tâm đạo ta lớn. Chứ ngày nào mình cũng nguyện cho con tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu học vững bền, xa biểu khổ nguồn mê, chẳng quay về bờ giác. Ngày nào mình nguyện hương mình cũng nguyện câu đó.
Thì cái tâm Bồ Đề đó là gì? Đó là cái tâm đạo của mình. Một khi mà cái đạo của mình nó vững rồi, cái con đường mình đi đang vững rồi, thì không có ai làm gì mình có thể mình lui sụp trên con đường của mình hết. Vững chãi trên con đường. Đạo căn, đạo khí, đạo tâm. Và khi mình có được đạo tâm rồi, người của mình sống đó, mình có lý lẽ. Việc nào mà nó phải làm vậy mình cũng chấp nhận như vậy. Mình không có mình bớt sự bắt bẻ, mình bớt sự chấp trước, mà mình sống bắt đầu có đạo lý. Đạo lý là gì? Tức là bây giờ mình sống mình có biết phải quấy phân minh, không có tư tầm bậy, không có nói những cái điều không đúng, cho nên có bắt đầu có đạo lý. Nhờ cái đạo tâm lưu dưỡng, đạo căn, đạo khí, đạo tâm, đạo lý, bắt đầu có đạo tình. Quý vị thường nghe chữ đạo tình, mình sống ở ngoài đời mình cũng có tình, nhưng mà những cái tình đó là những cái tình theo cái thế gian. Thí dụ như là mình yêu người đó yêu mình lại, rồi mình cho người đó cho lại, thì ở đời nó có tình cảm chứ. Nhưng mà những cái tình cảm theo thế gian là dễ thay đổi. Nội cái chuyện mà mình tặng cho người ta món quà trị giá 100, lần sau mình sinh nhật mình tổ chức thì mời lại người ta đi quà có 50, cộng lên là bắt đầu so sánh. Hồi đó tôi đi sinh nhật, tôi đi sang, tôi đi 100, bữa nay coi đi có 50. Tức là đó cũng là một cái dạng tình cảm như tình cảm ngoài đời. Cho nên Phật nói kết bạn như vậy là kết bạn như cân. Bạn bè sống với nhau mà lúc nào cũng đem ra tính toán, so đo. Tôi mời ảnh đi ăn nhà hàng sang, mà mỗi lần gặp ảnh, ảnh mời tôi ăn mọc đơn rồi. Bạn đó vậy là Phật gọi là bạn gì? Bạn như cân. Tức lúc nào cũng đem cái tình cảm, cái sự chia sẻ ra mà cân đo. Mình có những loại bạn như hoa, tươi thì ta giữ, héo thì ta dùng. Cũng có những người bạn như vậy, có nghĩa là khi mình còn xài được thì ta dùng. Mình không còn chỗ gì để dùng thì ta quên mình. Phật gọi là kết bạn như vậy là kết bạn như hoa. Còn kết bạn mà lúc nào cũng so đo hơn thiệt thì là kết bạn như cân. Phải làm sao mình phải được kết một loại bạn là kết bạn như đất. Vì vì đất là cứng, là vững, là rộng, lúc nào mình cũng có thể nương tựa lên người bạn đó. Kết bạn như vậy là kết bạn như đất. Và kết bạn như núi, có nghĩa là đỉnh núi nó cao. Và thường ở trên đỉnh núi cao là thường có những vật quý. Mà hễ cái con chim mà nó đậu ở trên cái đỉnh đó, đó, mà đỉnh nó có vàng thì bộ lông nó cũng được ảnh hưởng cái màu vàng. Có kim cương hộp xoàn thì cái bộ lông nó cũng được ảnh hưởng. Và mình cũng vậy, có những người bạn họ vững chãi như núi, mình nương tựa những người bạn đó thì tự nhiên mình, tâm mình cũng được an ổn. Bốn loại bạn. Và trong kinh Đức Phật dạy rất nhiều về cái cách để chúng ta tìm bạn. Thà là sống độc cư một mình chứ không kết bạn với người ác. Thí dụ thì cái người mà cái người xấu á, cái chuyện ác đây có nghĩa là sống không có chánh niệm đó, thì mình gần những người đó là lâu ngày là ảnh hưởng. Mình thân cận cái ác giả thì trưởng ác tri kiến. Mỗi ngày mình cũng tăng trưởng cái thấy biết của mình theo cái người đó. Người đó sống lúc nào cũng phán xét người này, phán xét người kia. Mình cần người đó biết thời gian tự nhiên bắt đầu mình cũng học cái tấm phán xét. Thấy người ta đi xe đẹp cái cũng có hỏi, không biết lúc này làm cái gì mà giàu quá, không biết lúc này làm cái gì mà sang quá, không biết có làm ăn bất hợp pháp gì. Tức là lúc nào cũng phán xét. Mình gần những người như vậy biết cái tự nhiên mình cũng có cái tập như vậy, cho nguy hiểm. Chứ mình phải cần tìm những vị thiện tri thức hơn là mình ác tri thức. Tri là biết,
biết mặt mũi của mình là ai, lùn cao mập ốm là gọi là tri, và biết tánh tình của mình dễ nóng dễ giận gọi là thức. Và tri thức là gì? Tri thức là những người biết mình qua hình tướng gọi là tri, biết luôn cả tánh tình của mình gọi là thức. Nếu người đó biết mình, biết tướng đá của mình, biết luôn cái tâm tính của mình, mà rồi người ta đốc suối mình làm chuyện xấu thì gọi là ác tri thức. Nhưng mà người ta biết mình có cái tấm dễ giận, cho nên người ta luôn nói gì nó cẩn thận, ta không dám làm mình buồn, gọi là thiện tri thức. Ta biết mình có cái tấm nóng, cho nên ta ít có nói những cái gì cho mình sân khởi cái nóng giận. Câu chuyện cái người kia nói mình đó, mười đến với mình, người kia nói còn có một, tức là họ không có thêm thắt, thậm chí họ cũng không có dám lặp lại y chang, tại vì mình biết là họ biết rất rõ cái lời nói vừa rồi của người kia với mình rất là, cho nên họ tìm cách họ nói lại không đúng, nhưng mà cái lời nói nó nhẹ ra để làm cho mình bớt cơn giận. Người như vậy là thiện chi. Cái anh kia chửi mình nặng lắm, nhưng mà cái người kia lại nói với mình, nói không có nói lại, anh không có nói gì hết á, thì anh cũng phiền hà anh chút ít chị, không có gì đâu. Nói làm sao mà cho người ta không có thêm cái cơn giận, và làm sao để mình biết được là thiện tri thức và ác tri thức. Người ta biết, nhiều khi người ta biết tướng tá của mình mới có tri, giờ người ta thức luôn mình là ta biết luôn cái tánh này, tánh mình hay giận hay hờn hay trách gì đó là ta chưa chăm biết, thì làm riết cái đạo khí mình nó mất, đạo tâm mình nó lùi, đạo căn mình nó đứt rễ. Cho nên nhiều khi mình gần một cái người không lành thì tất cả những cái đạo lực của mình mất hết, đạo căn mình cũng tiêu luôn, ta nói riết cái mình hết vô tư, mình không còn niềm tin gì nữa hết, đạo căn tiêu, đạo tâm mình cũng tiêu, đạo khí mình cũng mất. Bây giờ mình giận, hồi xưa nhìn mình cũng hiền lành, sao giờ nhìn mình có vẻ giận quá, đạo khí quá. Cho nên cái đạo tình mình sống với nhau rất là quan trọng. Và vì sao chúng ta có được cái đạo tình là vì chúng ta có cái đạo lý. Cái đạo lý của mình là mình biết rất rõ trong một đạo tràng ai không có người nào giống người nào hết. Cho mình biết được cái đạo lý đó. Mình biết được cái đạo lý là Nam Mô Di Đà Phật mỗi người mỗi tập, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát mỗi người mỗi khác, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát mỗi người mỗi ý, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mỗi người mỗi dạ. Tại Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, mà tâm thì không có người nào giống như vậy. Thì mình hiểu được như vậy đó, mình hiểu được như vậy cho nên mình biết cách ứng xử. Mình biết cách ứng xử cho nên mình không bao giờ mình làm mất đạo tình của nhau. Cái người mà có được đạo căn, đạo khí, đạo tâm thì người đó có đạo tình và đạo lý. Vì biết ứng xử theo cái lý của bản đạo. Bởi vì mỗi người được, cho nên người ta biết ứng xử một cách nhẹ nhàng, làm cho cái đạo tình nó không có chia cách. Cho nên mình tu, mình có thể kết bè, kết phe, nhưng mà phe đi đâu? Phật Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên, đó phe đó ba người đó. Cho đó gọi là Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh là Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí. Còn Hoa Nghiêm Tam Thánh hay là Ta Bà Tam Thánh là Đức Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền. Ba vị đó gọi là Ta Bà Tam Thánh. Dược Sư Tam Tôn là Phật Dược Sư, Đức Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Cho nên tôi có phe hết. Nhưng mà phe nó đi đâu?
còn mình đó, bà không nghe nào chống nghe nào nha. Phật Dược Sư nói mình mà muốn khỏe mạnh tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, thanh tịnh thân tâm, đến lúc chết có 8 vị Bồ Tát dẫn đường đưa về Cực Lạc cho hai vị nó có connect. Phật Dược Sư nói tôi ở dưới này tôi độ người nào bệnh tật hoạn nạn vừa đéo tôi lo, mà đến khi nào tôi lo hết nổi tôi đẩy về Phật Di Đà. Cho nên người Phật tử mình tu cũng khỏe, bệnh hoạn là đéo Đức Quan Âm, đéo Phật Dược Sư. Mà hễ mà đéo hai vị nó không xong rồi đó, thì một là lên trên kia Phật Di Đà rước, mà tu mà có lơ tơ mơ rớt xuống dưới kia ngầu thì ngày hiện tại đúng chờ. Cho nên chúng tôi đi không có đường nào mà thoát khỏi tay Bồ Tát hết, các vị Bồ Tát chấm hết rồi. Các ngài biết tu chứ cũng có nửa rớt dưới nè, cho nên tội ngày địa tạng ngày đứng riết ngày mỏi mà có cây này chấm. Kinh Địa Tạng sao mà có những chúng sanh mà cứu ra rồi mà lọt vô nữa vậy, ngày người mà ngày phát nguyện hoài làm sao ngày nói. Cho nên cuối cùng đức cái phẩm đầu của Kinh Địa Tạng, Đức Phật nói chúng sanh căn cường khó dạy khó sửa. Rồi tới hồi mà xong cái phẩm Kinh Địa Tạng cái phẩm thứ 13 là Đức Phật mới nói với ngài Địa Tạng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Ta nay đem chúng trời người mà giao phó cho ông. Tại sao Đức Phật lại đem cả chúng trời người mà giao phó? Tại vì không người nào mà tu mà có thể thiếu được cái tâm. Thiếu tâm thì không thể tu. Cho nên tất cả nguồn thành tựu của mình là từ cái tâm. Mà chúng ta muốn vững vàng những cái đó thì chúng ta phải có một con đường. Và con đường đó nó làm cho mỗi ngày mỗi rõ cái nét ra. Vì vậy mà chúng ta thường hay nói là tu có đạo. Gặp cái người kia nói người đó có đạo chắc mình vô đạo. Ai cũng phải có đạo hết, không có đạo là không sống được. Nhưng mà đạo, đạo gì? Đạo của mình là đạo tâm, đạo can, đạo khí, đạo lý, đạo tình. Gom mấy cái đó lại tự nhiên có cái đạo tràng. Vậy thì đạo tràng này từ đâu mà có? Thiếu mấy cái đó sao ra đạo tràng? Bây giờ mình cũng có khí, nhưng mà nổ khí nhiều hơn, xung khí nhiều hơn, thấy không? Thành thử ra người ta gặp mình ta né, tại vì mình nhiều xung khí. Có nhiều lúc mình nạt riết người ta không dám hỏi gì hết trơn. Người ta vô đạo tràng, người ta tu, người ta muốn kiếm cái ly, mà gặp mình cái ta không dám. Chỉ đấu như này, dạ em đi ngủ. Mà thiệt sự nó buồn cũng chết. Muốn kiếm đi nước uống mà ta gặp mình hỏi con câu đó thôi là ta sợ ta đi lên phòng luôn. Phải chi mà nói chị có đi đây, chị có cần gì không? Thì tự nhiên ta nhẹ ra, đi đấu giờ này, bây giờ đi ngủ. Cái khí của mình nó khủng khiếp quá. Đó rồi chứ mình là thấy tôi quay không? Khi có chồng tôi ngủ hết trơn. Mình tưởng đâu cái khí đó nó super không? Nhưng mà cái khí đó biến thành khí đá. Cho nên nó làm sao mình có cái khí được do cái sự tu. Đạo khí, đạo căn, đạo tâm, đạo lý, đạo tình, năm cái đạo đó mà có được thì sẽ có đạo tràng. Và cái đạo tràng đó tự nhiên không cần làm gì hết mà mọi người sống thẳng. Cho nên ở cõi Cực Lạc,
sáng ra là người ta lấy cái lẳng đựng hoa, hứng hoa mười phương thọ, đem cúng dường xong rồi tới giờ cơm trưa, đi về nước của mình ăn cơm trưa rồi đi kinh hành. Quý vị thấy cực lạc cũng đâu có gì đặc biệt đâu, ăn cơm rồi đi kinh hành, giống như hồi sáng vậy đó. Ăn sáng xong đi kinh hành, đi kinh hành xong vô ngồi liêm diêm chút. Tại vì ăn xong cái đường dây, mà cái đường dây bao tử nó phần đắt chứ cái đường dây mắt. Ăn nặng cho nó kéo mắt xuống, hỏi làm gì ngồi thiền. Nhưng mà thiệt sự có ngồi mà không thiền. Tại kêu ngồi thiền mà. Nhiều khi rảnh, nhiều khi mình có ngồi thì cũng thấy mình có ngồi đấy chứ. Nhưng mà gục không hả? Thôi cũng được, thà là ngủ gục còn hơn là lăn xăng. Thì rồi bây giờ trong khi mình ngồi mình nghe pháp, mình học đạo gì đó, thì cũng có những người đó người ta đang làm những công việc chuẩn bị cho mình. Rồi bây giờ xong cái mình ra mình ăn cơm rồi tụng kinh. Nói chung là mình sống một ngày ở cõi cực lạc. Nhưng mà phải biết hưởng, phải có cái căn để hưởng cái đó. Còn không thì ở cực lạc mà sao thấy cực khổ á. Lại Phật mà cứ coi còn mấy câu nữa. Đến tôi còn mấy câu nữa. Rồi còn mong nữa chứ, danh hiệu nào cho dài dài để tôi đứng được lâu chứ. Nếu mà ngắn quá cái Nam Mô Phổ Minh Phật cho tôi vừa cúi xuống cho tôi nghe Nam Mô Phổ Tịnh Phật rồi đứng lên lại xuống. Cho nên lại là mình thả lòng, mình thả nhẹ nhàng. Quý vị muốn lại Phật đừng có mệt á. Khi mà mình lại á, khi mà mình hơi mình đưa xuống á, cái lửa người mình xuống thở, thở bằng miệng. Thở vậy thì khi đó hai cái chân mình ép cái bụng lại, mình không có mất thở. Cho nên khi mình xuống là thở ra bằng miệng. Rồi khi mình thở như vậy thì mình ép cái bụng mình á, nó không có mệt. Rồi khi mình đứng dậy, cho nên lại Phật 100-200 lại bình thường. Mà đừng có gấp, đừng mình mà càng hối hả mình lại thì càng mệt. Cho nên lại Phật cũng là một pháp tu, lại cho thanh thản. Có một cái đạo hữu có bà biết là ông bị bệnh đau nhức chưa, lại một lại không nổi mà. Thì ông nghĩ cái đó là cái bệnh nghiệp của ông. Ngày hôm qua có hòa có nói một bài ở trên Huệ Quang, trong đó có một cái loại bệnh là bệnh nghiệp. Đi bác sĩ khám mà không có tìm ra một cái bệnh gì hết trơn. Vậy là phải nói thuộc bệnh thân. Có thể mình thuộc bệnh tâm. Tại vì mình cứ sợ bệnh cho nên mình càng bệnh. Rồi do mình buồn phiền người này, giận hờn người kia cho nên mình sanh tâm bệnh. Rồi phối hợp cái tâm bệnh đó, cái mình bị cái gì? Bệnh nghiệp. Có nhiều người có một cái bệnh nghiệp nặng á, là chấp. Chấp trước cũng là một loại bệnh. Mà cái đó gọi là bệnh nghiệp. Đâu có ai làm gì mình đâu, mất gì mình buồn, mình trách. Đó. Rồi có nhiều người là chính những cái phiền não lúc trước đó nó cứ làm mình phiền hoài cho nên trở thành ra một cái tập nghiệp. Người ta ăn thôi mà cũng ngồi mình phiền. Ăn cái gì mà kỳ cục. Ăn cái này mà không ăn hết sao ăn. Mà ta ăn ngon. Người ta nói dạ con ăn được, ngon gì mà ngon, không có ớt cái gì ngon. Ăn phở không có ngò lấy gì ngon. Đó là mình ngồi mình cứ phiền hà người ta mà ta ăn ngon lành, ta tỉnh ngon. Mà tại vì mình nghĩ ăn phải 1, 2, 3, 4 thì mới ngon. Cho nên có nhiều khi cái bệnh là bệnh nghiệp. Bệnh chấp trước cũng là một loại bệnh nghiệp. Rồi có đôi khi mình cứ đau đầu, chóng mặt. Hoặc là buông mình ra, tỉnh queo. Mà hãy bắt đầu vô ngồi nghe pháp là bắt đầu mình nhập định. Hỏi bác làm gì bác nhắm mắt hoài vậy? Nhắm nghe mới kỹ. Trời nói giống như là nghe là nghe pháp hết lòng nghe. Tới hồi là xong xuôi hết hỏi nghe hiểu gì không? Hiểu pháp hết chứ. Mà quên rồi. Có nhiều khi á, vừa nghe xong cái chạy tới ra quay phim. Chừng nào có băng con. Nãy giờ bác mệt quá nghe. Thành nữ ra
cái nghiệp của mình á, có khi do hôn trầm buồn ngủ, có khi do trạo trữ. Trạo trữ là sao? Ngồi như nó bồn chồn trữ bên trong mà không có gấp gì hết trơn, có nhiều người không có gấp gì hết, sắp xếp hết rồi, bữa nay là ở đây chọn nè, mà cũng cứ bồn chồn ngồi hồi có mấy giờ, ngồi hồi có mấy giờ, mà có đi đâu đâu, mấy giờ thì mấy, mà cũng vòng vòng đây mà cũng cứ hỏi mấy giờ. Rồi ngồi tụng kinh là cũng phải ngồi tụng thôi, mà cứ coi tôi còn mấy trang. Một những cái hình thức như vậy gọi là trạo cực. Hôn trầm là buồn ngủ. Có nhiều khi mình ngáp muốn chết, ngáp mà nước mắt nước mũi nó chảy, gọi là hôn trầm. Cho nên tất cả những cái việc đó chúng ta phải sám hối. Và thưa đại chúng, sám hối thì không phải là lạy không rồi tức là mình hết tội, không phải. Nhưng mà chúng ta đem cái tâm nguyện muốn cải thiện, không để cho cái tập nghiệp đó nó dẫn mình sống theo nó. Cho nên buổi sáng thường trong những khóa tu Pháp Hòa thích cho đại chúng sáng sớm lại sám hối đó. Tại vì Pháp Hòa tâm lý làm sao đúng không? Sáng ngủ không có đủ, rồi còn ngồi mà cứ dở hoài, cứ ngồi một lên một xuống, cho nên giờ lại đi, đứng lên lại xuống, mình có hoạt động á thì người mình nó tỉnh. Cho nên buổi sáng nó hoài cho lại xong hối là vậy, để mà mình đứng lên đứng xuống á, mình không có ngồi yên chỗ. Chứ còn mà buồn ngủ mà ngồi chỗ, mà nhất là tụng kinh bộ đó, sáng sớm mà đem kinh Pháp Hoa rồi mà là tụng đó nha, lạng hồi phát quả đó. Cho nên thường là mình tụng kinh đó là buổi sáng đó là xong. Có những hòa thượng đó, trước khi sám hối, trước khi ngồi thiền cho lại trước, lại cho tỉnh, rồi một lát ngồi thiền mới yên. Chứ còn mới vừa ngủ dậy á, mà còn đang buồn ngủ mà bắt vô ngồi thiền được là thiền thiệt. Đầu thì xuống ngồi ngó xuống, sao bữa nay ngồi thiền yên quá. Cho nên túng tiểu, cho nên các vị người ta có cách đó. Rồi có nhiều hòa thượng á, thấy đệ tử mình còn trẻ nhiều quá, cho nên là bắt đầu ông nghĩ ra cái cách tiêu hao năng lượng. Mai em biểu giờ tụng kinh, bố em biểu giờ thì giờ hoài, cái thì đệ tử không biết hòa thượng mình không có sao. Cái sao mai em giờ này mốt giờ kia mà ông không có nói. Tới hồi quý hòa thượng lớn lên rồi nói chuyện chung với nhau á, hòa thượng nói sao mà thầy cứ giờ chỗ hoài. Ngàn nó tôi biểu đệ tử tôi làm cho nhiều cho nó ham năng lượng, tối nó mệt nó ngủ nó khỏi nghĩ vậy. Cho nên tại sao một cái thời khóa trong một khóa tu liên lạc không cần phải, để cho mình đừng có vọng tưởng, để không để cho cái thân mình nó trạo tưởng, không để cho miệng mình trạo tưởng. Mình mà rảnh cho chị khỏe không, lâu quá không gặp, trời ơi mày trẻ ra nghe. Đó là lại nói chuyện chút thôi. Mà cái bàn này dễ dàng là kéo ra chút nội hay thấy nè. Chào cự. Mình đâu có thấy cái đó. Mình không thấy cái tập khí đó. Cho nên mình sống theo cái tập khí đó thì từ từ cái đạo khí mình, đạo căn mình nó mất. Cho nên mình tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là làm sao để cho cái căn đó nó có cơ hội nó phát triển. Không để cho cái căn sống, cái căn tầm thường của mình nó cứ phát triển. Cho nên cái thời khóa liên tục để làm gì? Để chúng ta không có kẻ hở. Mà hãy hở là bắt đầu chúng ta phóng. Để hở là chúng ta phóng. Cho nên trong cái, những cái thiền đường mà người ta ngồi thiền, người ta hay cầm cái cây. Có một vị giám thiền cầm cái cây, đập cái ông kế bên mà cao bên cạnh nó tỉnh. Ông nghe bên này một cái chát cái nữ ra cái chát của cái người kia đó, nam mô thường bị đòn buồn á, là ông giúp cho công kế bên. Chứ hồi nhỏ mà nhớ là, không mà nhớ là mình đi học cũng vậy, thấy cái đứa kia mà lên kêu học bài nó phụ nó biết thân lên nằm mà mình nghe dưới chát 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 cái lưỡi mình lên học.
Cho nên có những vị Bồ Tát người ta giả bộ lên ngục lên ngục xuống để ta bị đòn để mấy ông kia cũng tỉnh. Ở trong thiền đường là có một vị cầm cái cây thiền bản, đi tới đi lui, thấy người nào ngồi méo vai đập cho cái người đó ngồi vững. Mà ta có cách đập á, chứ không phải trả thù đâu á. Đó, thành nữ ra cái cách mà người ta giúp cho cái hành giả ngồi thiền, thì cái người mà ngồi kế bên mà nghe mà bị đập, cái người kế bên mình hay là nghe xa xa đó, mấy người bị chát là bắt đầu ngồi tỉnh. Cho nên đó, tổ Đạt Ma tại sao mà khi mà người ta vẽ hình của tổ đó, gọi là đạt hay không đạt, không phải do cái áo, không phải do cái diện mạo, mà do cặp mắt. Cái cặp mắt của tổ Đạt Ma nó mới nói lên được cái xuất thần của một bức tượng. Nhìn cặp mắt ngày trưng mình tự nhiên, nó tượng trưng cho một cái sự làm cho mình phản ảnh lại giúp mình mà soi tâm. Cho nên cái cặp mắt của thiền sư, có những vị thiền sư người ta trưng mình, nhưng mà người ta trưng bằng cả cái lòng từ bi của người ta, để cho mình sao hết hồn khiếp vía, nhưng mà giúp cho mình ở trong cái khuôn khổ không có chạy. Còn mình bây giờ trừng là tại vì mình giận người đó, mình tức người đó, mình làm cho người đó phải tưởng là biết là mình đang giận thế này thế kia, cho nên mình càng trừng nó càng tăng nộ. Còn các ngài trừng mắt mình, nhưng mà cái trừng của các ngài là trang chứa cái lòng từ bi. Thì thưa đại chúng, tất cả chúng ta tu thì nói chung là người trên thế gian này ai cũng phải có một cái đạo. Thì chúng ta thường gọi chúng ta là đạo Phật. Đạo Phật là gì? Tức là con đường giác ngộ. Hỏi anh theo đạo Phật làm sao? Không có phải là thờ Phật, lại Phật, cúng Phật. Đạo Phật của tôi là tôi đang đi trên con đường giác ngộ. Bởi vì Phật nghĩa là giác. Nhưng mà tôi cũng có bản giác đó, tôi cũng có tánh giác đó, nhưng mà chưa có cái gì là tôi giác hết. Mà lâu nay tôi thấy cái gì mà ngộ ngộ là tôi giác, chứ tôi chưa giác ngộ. Hồi đại tôi đi ngang tôi thấy gì ngộ ngộ là tôi giác. Mình có bổn giác, tức là cái tánh giác sẵn lên mình. Rồi một giây phút nào đó mình tỉnh giác, mình nghe người ta tụng kinh, mình nghe người ta giảng, mình bưng tỉnh, cái đó gọi là thị giác. Cái giây phút mà mình bắt đầu giác ngộ, giây phút đó gọi là thị giác. Và mình nương vào cái đó, mình tu tập hoài cho đến khi nào mình viên mãn thì gọi là cứu cánh giác. Giác có ba thứ, giác có ba loại: bản giác, thị giác, cứu cánh giác. Hồi nào giờ quý vị cũng có sự giác ngộ, nhưng mà mấy chục năm trước mà không biết đi chùa là gì đó. Có nhiều khi đi ngang chùa hoài mà chả bao giờ mình nghĩ tới. Tự nhiên có một ngày kia bạn của mình qua đời, mình đi tới mình tham dự cái đám tang đó, rồi mình nghe xong thời kinh, bắt đầu tự nhiên trong lòng mình nó lung lên, bắt đầu mình phát nguyện đi chùa. Đó, cái giây phút nghe một thời kinh mà mình thấy bây giờ hình như là mình đã đến lúc cung rồi, cái giây phút đó gọi là thị giác. Nếu nhưng mà làm sao mình có thể giác nếu không có bản giác? Mình cũng có cái giác tự tâm ở trong lòng mình, nhưng mà chưa có đúng lúc nó khơi. Thì ngay cái giây phút khơi đó là thị giác. Có cái anh chàng đó, anh chuyên môn ăn cắp đồ trong chùa. Có bữa nọ anh đang lay hoay, anh lấy làm sao thì thầy trụ trì đi tới, đắp y lên tụ kinh, anh hoảng hồn quá, anh chui dưới gầm bàn vào tỉnh trung. Thì ngay cái bữa đó gặp thầy tụng thời sám hối. Thầy cứ tụng cái bài sám hối: Thế Tôn đã được đinh di giáo mà con còn đắm đuối mê say. Bắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường như này. Mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt thiêu lắm chuyện gây no. Rồi ngài tụng: đệ tử chúng con từ vô thị, gây bao tội ác với lầm ấy. Đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác,
điểm trần khổ lâu đời luôn lạc với sinh linh vô số điêu tàn, vân vân. Tụng xong hết thời kinh, anh tự trong bạn chui. Anh nói bạch hòa thượng, nãy giờ con ngồi dưới này con nghe hòa thượng tụng kinh, giờ con giác ngộ, con tỉnh. Hỏi con là ai? Nói dạ con là ăn trộm. Lâu nay chùa ngày mất đồ là con đó. Con tưởng bắt bụng, rửa tay có lộ nguyên hình. Ông Duyên lâu quá rồi. Thôi bạch hòa thượng, giờ con nghe hòa thượng tụng kinh, con mổ đạo, thưa hòa thượng cho con quy y. Ông hòa thượng có cơ hội trả thù được không? Vô đây này quy y. Ông cứ quỳ xuống đi con. Cầm cái quỳ xuống nó lớn. Ông bỏ một cái bóp. Quy y Phật đừng ăn cắp. Trời ơi, một bóp mà nó đau ơi là đau mà phải chịu trận, tại vì anh tưởng đây là lễ quy y. Anh nói trời ơi, ở nhà chùa quy y cũng thiếu dữ. Nhưng mà thôi, chắc cái lễ này và lễ quy y này mà xong của mình, tại vì mình tội lỗi nhiều mới ráng chịu trận quy y Phật. Anh tưởng xong rồi, anh hoàng tự là một cái bóp nữa, quy y Pháp đừng ăn trộm như con. Trời ơi, anh ráng anh chịu ba quy. Xỉu nỉu luôn. Về tới nhà cái đầu nó lắc lư gì. Mà ảnh là nóng tánh, về tới nhà mà cơm nước không xong là ảnh la làng. Sau bữa đó về cái ảnh không nói gì hết trơn, cái ảnh ngồi uống nước sôi. Rồi cái bà vợ thấy bữa nay sao chồng mình hiền quá, nhà hỏi thăm. Ảnh kể hết tự sự gì đó. Cái bà vợ trời ở chồng mình là cái người mà khó dạy, khó sửa vô cùng. Mà hòa thượng thì chắc đức độ chứ lắm mới độ ông chồng mình, thôi chắc mình cũng về mình nương hòa thượng luôn. Ông nói anh dẫn em lên chùa quy y luôn. Ông nói thôi bà ơi, đỡ tôi tam quy chịu nổi, đỡ bà hiếp quy và nằm tại chỗ. Thấy gì ngộ con giác. Sau 80 năm bắt đầu con giác ngộ. Không phải là giác ngộ tại khi không nổi nữa. Thì sau một giờ chúng ta chia sẻ thì Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng là nói chung lại thì chúng ta là những người sống trong đời, thì chúng ta cần những cái điểm căn bản để chúng ta nương tựa. Ở trong mặt đạo thì chúng ta nương tựa những điều để chúng ta nói chúng ta có đạo, tu đạo. Nhưng mà làm gì để chúng ta Phật đạo chúng ta được phát triển thì trước hết chúng ta làm sao có được cái đạo căn, đạo khí, đạo tâm, đạo lực, đạo lý, đạo tình và đạo tràng. Rồi sau đó chúng ta sẽ thành Phật đạo. Bởi vì đạo tràng là một cái phương tiện, một cái hoàn cảnh tốt giúp cho cái con đường tu chúng ta thăng tiến. Thí dụ bây giờ mình muốn tu mà mình vô một cái đạo tràng
mà đạo tràng đó thị phi nhiều quá, cái tự nhiên làm cho mình thối tâm. Cái đạo tràng đó người ta nhiều người dữ dằn quá, cái tự nhiên làm cho mình nản lòng, đúng không? Cho nên đó, cái môi trường rất là quan trọng. Vì vậy mà Đức Phật hiểu được cái tâm lý đó, cho nên có nhiều khi mình chán khỏi ta bà, Đức Phật nói thôi về ai chán ta bà, nhưng mà cũng đừng có sợ hãi, đừng có buông bỏ. Đức Phật nói cực lạc, vì Đức Phật đầy lòng từ bi, không muốn mình bỏ cuộc thối tâm. Cho nên Đức Phật nói có một cõi cực lạc, cõi nó sướng, cõi nó sướng ăn rồi khỏi rửa, ăn xong chén bát liền liền thông, khỏi lau, khỏi có phải lau khỏi rửa cho nó nhọc nhằn, mà cũng không cần ăn dĩa giấy. Mình nghe như vậy mình thích để tạo cho mình một môi trường. Cho nên đạo tràng đó là một cái nơi mà có sự tu học mới gọi đạo tràng. Vậy thì muốn có được một cái môi trường, một cái đạo tràng, một cái đạo Phật, thì chúng ta là những người hành giả phải có những cái chất liệu căn bản đó. Phải có đạo tâm, phải có đạo lý. Không phải là mình thí dụ thôi, dù mà mình một người thầy, nhưng mà không phải lúc nào mình muốn nạt ai nạt, muốn rầy ai rầy. Mình muốn rầy người ta cũng phải có cái lý lẽ, và cái lời nói của mình làm sao cho nó nhẹ nhàng đó. Thí dụ vậy, thế là mình là một cái người huynh trưởng, một chị trưởng ở trong nhóm, mình muốn nhắc nhở em út thì chúng ta cũng nhắc nhở trong một cái nhẹ nhàng, để cho cái đạo tình nó càng ngày nó càng lớn. Và chính vì đâu mà có được cái đó? Bởi vì cái đạo tâm mình lớn, đạo lý mình có, đạo tâm mình có, mình có thể bảo hộ được những người bạn đạo của mình. Cho nên gọi là đạo hữu. Đạo hữu là gì? Là cái người bạn cùng một con đường với mình. Cho nên mình phải lấy đạo lý, đạo tâm, đạo tình, ứng xử, để chúng ta càng ngày càng thêm đạo hữu. Rồi lấy những cái đó, mỗi ngày nó tỏa ra từ nơi mình, cho nên cái đó là đạo khí. Và người ta cảm nhận được cái năng lực nơi mình gọi là đạo lực. Và từ đó mình nói đạo Phật rất dễ, tại người ta không có mất cái niềm an lạc khi người ta nghe. Cho nên quý vị thấy trong kinh chư vị Bồ Tát phát nguyện, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Quý vị nhớ câu đó không? Mỗi ngày mình nguyện, người nào thấy con, thấy tướng con, nghe tên con mà người ta sinh tâm hoan hỷ, vui mừng, thì lúc đó mình biết là mình bắt đầu có được sự tu tập. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai pháp Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nếu có ai thấy tên, nghe thấy tướng con, kỳ hữu kiến ngã tướng, nếu có ai thấy tướng con, nải chí văn ngã danh, cho đến nghe tên con, đều phát tâm Bồ Đề, vĩnh viễn ra khỏi khổ luân hồi. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai pháp Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Hỏa thập băng hà chi địa, bí tác hương lâm, ở nơi địa ngục nóng bức, liền biến thành áo sen, rừng hương thơm. Hỏa thập băng hà chi địa, tức là chỗ nào mà địa ngục có hàn băng, địa ngục có nóng nhiệt, thì liền biến thành ra một cái rừng hương thơm biến áo, biến tác hương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sanh tịnh độ.
ở địa ngục mà phải ăn đồng sắt, uống nước đồng sôi, thì những người đó cũng có thể đồng sinh về tịnh độ. Ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sinh tịnh độ. Phi mau đới giác, những loài biết bay, những loài mang lông, những loài đội sừng, gọi là phi mau đới giác. Phụ trái hàm oan, oan trái với nhau, đều được tận trừ hết, đều được hàm riêng lợi lạc. Tận bãi tân toan, hàm riêng lợi lạc. Đó cũng là những cái lời phát nguyện của Tổ Di Sơn. Có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập, hạnh nguyện mình tu tập, đạo hạnh mình có, đạo lực mình có, đạo tâm mình có, đạo khí mình có, đạo tình mình có, thì tự nhiên mình có nhiều đạo hữu. Sao mà tôi đi chùa riết cũng còn đạo hữu nào, chứ còn đạo hữu không? Là mình biết rồi. Thì từ đó mình làm sao để cho cái năng lực đó nó thành một đạo tràng. Hình như gần đây mình có một cái bài hát, một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thâm tịnh, phải không? À, đạo tràng là vậy đó. Vậy thì thế nào để biết là một đạo tràng? Căn cứ trên những cái đạo mà không phải. Mà mỗi hành giả nhất định phải có đạo căn, phải có đạo căn, đạo khí, đạo lực, đạo lý, đạo tình, rồi mình đóng góp vô thì tự nhiên thành ra một đạo tràng. Mình muốn xây chùa, trước hết mình xây lòng người. Lòng người mà vững, chùa sẽ có. Lòng người mà không vững, đạo tràng dễ tan rã. Cho nên đạo tràng không phải cất bằng xi măng, gặp, đinh, kèo cột, mà đạo tràng được xây bằng tất cả những thứ đạo mà Pháp Hòa vừa thương. Cái nhà xây bằng xi măng, xây bằng gạch, nhưng mà cái gia đình xây bằng vợ, bằng chồng, bằng con với nhau. Vì cái gia đình nó khác với cái nhà. Cái nhà là cái chỗ mình ở thôi, ngủ qua đêm. Nhưng mà cái gia đình nó quan trọng, vì cái gia đình nó mới đủ khả năng nó giữ cái nhà. Có người nào mà nói nhà tôi tan nát không? Có gia đình tôi tan nát. Tại vì cái gia đình tôi mà tan nát thì cái nhà tôi bắt đầu nó mới chia hai chia ba. Còn cái gia đình mình còn vững chãi thì nhà mình còn nguyên. Thì chúng ta cũng thấy đạo Phật không mất nếu tất cả chúng ta đi trên con đường của đạo Phật mà xây dựng ít nhất căn bản của đạo này, thì làm sao đạo Phật mất? Và mình có thể truyền bá được cho con cháu, cho những người thân của chúng ta. Cho nên pháp không có mạt. Nhiều khi mình nói mạt pháp, thật sự pháp không có mạt. Pháp Phật sao mạt được? Pháp Phật không có mạt. Mạt là tại vì chúng ta không dùng cái pháp đúng cho nên nó mạt. Chứ còn pháp Phật là muôn đời 2700 năm nay vẫn cứ như vậy. Vì pháp Phật có đủ từ bi trí tuệ để làm sao mạt được. Mà con người mà chúng ta còn hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì đạo Phật không có mặt, pháp không có mặt. Hôm nay quý vị đang hướng thượng nha. Hướng thượng tức là mình cùng một cái hướng đi lên, cho nên mới về đạo tràng này. Rồi hướng thiện nha, không có làm xấu, nói làm, nghĩ làm, nói làm, cho nên hướng thiện. Xong một ngày hôm nay rồi, tâm tư nhẹ nhàng là hướng giải thoát. Vậy thì mình hướng về đâu? Mà hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát,
mà cái đó là định nghĩa của pháp. Hỏi pháp là gì? Pháp là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà đủ ba yếu tố đó gọi là Phật pháp. Đạo Phật có đủ giáo, lý, hạnh, quả, bốn thứ. Có giáo lý đàng hoàng, đúng không? Có giáo là dạy, có lý là lẽ thật, lời dạy này mà phù hợp lẽ thật cho là giáo lý. Dạy mà dạy đúng lẽ thật cho là giáo lý. Có giáo, có lý và có hạnh, cho nên là hạnh đó. Mà nếu mà người nào có giáo, có lý, có hành thì nhất định sẽ có quả. Cho đạo Phật có đầy đủ bốn yếu tố: giáo, hạnh, lý, quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Phật tử phải nắm cho rõ cái đó thì không có gì lưu sụp hết. Ai nói cái gì đó nhưng mà tôi rõ ràng đường của tôi. Đạo Phật không có nói xung, không có chỉ lý biết, không chỉ có giáo mà có lý. Lẽ thật, đời là khổ là nói khổ, nhưng mà có phương pháp giúp cho mình hết khổ. Trên đạo Phật tích cực chứ không tiêu cực. Đạo Phật tích cực không phải chỉ làm từ thiện, mà tích cực chuyển hóa tâm thức của mọi người. Làm từ thiện không đủ, cho người ta cái ăn không còn sao đủ. Ăn nhiều mà tham không giảm thì càng ăn càng tham. Chứ cho người ta ăn mà dạy người ta không tham, mà biết bố thí, biết chia sẻ. Vậy thì đạo Phật không có tiêu cực. Đạo Phật tích cực làm hai phương diện: làm từ thiện xã hội, nhưng mà tích cực hơn nữa là làm sao chuyển hóa con người từ dở đến hay, từ phàm đến thánh, từ kẻ tu đến cái người thánh. Cho nên chúng ta gọi là hiền thánh. Hiền mà chúng ta là hiền đó, hiền là đang muốn làm thánh. Cho nên mới tu để làm thánh. Còn người đang tu là hiền. Cho nên gặp nhau gọi hiền giả. Hiền giả là người đang tu, người đang trên con đường chuyển hóa. Nhưng mà làm sao? Vì mục đích của đạo Phật ra đời ở thế gian này để làm gì? Để chuyển hóa tâm của con người. Tâm con người có tham, cho nên dạy con người bố thí, sống ít muốn biết đủ. Biết đủ với những gì mình đang có, ít muốn với những gì mình chưa có. Phải có tài thí, phải có pháp thí. Cho nên nếu mà mình hiểu được đạo lý một cách sâu sắc thì tự nhiên đạo của mình rất vững, đường đi của mình không có gì lo lắng. Đường về ta đã rõ, nẻo về ta đã thông, cứ từng bước thông vô đi trên con đường đạo. Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn thế tôn. Mà mỗi ngày mình tưới tẩm mình như vậy thì làm sao mình lưu sụp được. Bây giờ chúng sanh thế gian người ta hát, mình cũng hát, nhưng mà ta hát cái khổ. Ta hát xong người ta buồn, nó khổ thêm nữa. Nhưng mà mình cũng hát, mà hát xong làm cho tinh thần phấn chấn. Vì vậy cho nên mình có cái niềm vui trong cái tu như vậy, chứ đi mà không quá mà. Thôi thì sáng nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng qua một buổi nói chuyện xây dựng đạo tràng qua những cái đạo mà chúng ta vừa trình bày. Mong đại chúng có được một buổi sáng an lành và trọn ngày an lạc. Bây giờ chúng ta cùng